nguyên bản chính là vì tiền bối lợi hại rồi lại là thật không ngờ tiền bối vậy mà mạnh mẽ đã đến loại tình trạng này vừa rồi cái loại này bầu không khí ta nếu là lại dạo chơi một thời gian lâu một chút chỉ sợ chính là hóa thành máu loãng rồi kim an kinh hãy gan lạnh mình mở miệng nói mà kim linh nhi cũng là nghi hoặc khó hiểu bất quá nơi đây thật sự rất kỳ quái như thế nào đầy đất đều là cùng máu tươi giống nhau nước chăn nệm rồi đại địa hơn nữa vừa rồi rõ ràng hay là nghe đã đến không ít tiếng hít thở như thế nào nơi này là một mảnh vắng vẻ một người đều không thấy được cái này Kim An nghe được Kim Linh Nhi mà nói về sau cũng là ít thấy lộ ra nghi hoặc sau đó chính là cười khổ nói chắc hẳn hẳn là tiền bối ý cảnh thái quá mức cường đại đem hai người chúng ta ảnh hưởng tới a nơi đây rõ ràng là một mảnh trống trải nhất là hai người chúng ta nghe được như vậy nhân số phần đông Ân sư huynh nói cũng đúng á đồng ý gật đầu nhẹ Kim Linh Nhi chính là cùng Kim An lại lần nữa sau tầng hai tìm một ít rơi xuống thiên tài địa bảo dùng để nhiều hơn dự trữ đỗ kiếm ngâm vừa rồi rất ít nhất cũng ở đây hơn vạn nguyên anh cảnh tu sĩ mặc dù có một phần nhỏ mạnh đều chia tay tại 10 tầng trở lên nhưng hai người các người nhưng là trực tiếp đem cái này tu di bảo tàng trong tám phần nhỏ yếu tu sĩ cho làm thịt nhất là người cái kia huyết sắc lĩnh vực triển khai lúc không chỉ có đem đỗ kiếm ngâm vạn kiếm kiếp phá nhưng lại đem chung quanh bên trên tầng 3 tất cả tu sĩ đều cho làm thịt cũng là không được kiếm đạo lão tổ nhìn diệp vân hóa thành lôi quang chạy đi lúc không khỏi mở miệng chất vấn nói bất quá người cái này là như thế nào rồi hả người sử dụng tinh thần lực đã vượt qua người bây giờ ít nhất gấp trăm lần bằng người cảnh giới bây giờ cũng là không nên có thể làm được a à. hẳn là trợ giúp của hắn a à? nhìn từ ảnh thần kiếm diệp vân chậm rãi nói ta nghĩ cũng phải là cũng không biết thanh kiếm này cùng tại bên cạnh ngươi cuối cùng là đúng hay sai kiếm đạo lão tổ cũng là nhìn diệp vân eo vượt qua lúc giữa tràn ngập linh tính tử ảnh thần kiếm nếu không phải vượt rồi tận mắt nhìn đến qua từ ảnh thần kiếm hóa mà huyết sắc chi kiếm chỉ sợ cũng là sẽ không tin tưởng như vậy một chút linh tính chi kiếm hội cùng vừa rồi huyết sắc giữa đồng xuất nhất thể được rồi dù sao nó đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt ít nhất hiện tại cũng là trợ giúp ngươi lâu như vậy thật sự là không đáng vì một chút như vậy sự tình mà ngờ vực vô căn cứ nhìn nhìn diệp vân bình thường bộ dạng kiếm đạo lão tổ cũng là cười nói cái kia luôn phiên huyết nguyệt cuối cùng cùng cái kia cổ miếu ghi chép là ý gì tư thần bí kia lại là cái gì đem kiếm đạo lão tổ nói cùng mình ở đằng kia trong cổ miếu thấy hết thảy sâu chuỗi cùng một chỗ diệp vân cũng là không muốn suy nghĩ nhiều chỉ mong chẳng qua là trùng hợp giống nhau mà thôi bất quá những thứ này cũng là hoàn toàn chính xác cùng diệp vân không có quan hệ gì cái kia chẳng qua là không biết bao nhiêu mặc cho lúc trước từ ảnh thần kiếm chi chủ làm hành vi cùng diệp vân mà nói rồi lại là có chút không thể tưởng tượng xa vời vừa rồi vẻ này chấn động đến tột cùng là xảy ra điều gì nhìn dưới thân số tầng tại cái đó quỷ dị bầu không khí mở ra thời điểm thân thể của mình cũng là run rẩy thoáng một phát tuy rằng bị áp chế xuống dưới nhưng quân nhược lan nhưng là phán đoán dưới thân làm cho xuất hiện đồ vật hẳn là khủng bố đến cực điểm sinh vật thức tỉnh nhưng đây cùng mình không có quan hệ gì chính mình chỉ cần là lấy được đỉnh tầng ba tuyệt phẩm thiên tài địa bảo về sau liền có thể ly khai đã đến thuộc về mình nguyệt thần cung thái thanh chi đỉnh. tầng thứ tư tu di bảo tàng bên trong đã đến lúc kia mặc hắn Diệp vân là như thế nào cũng tất nhiên sẽ bại vào tay nàng có thể nói chỉ cần là tại tu di bảo tàng tầng thứ tư bên trong đó chính là có thể vững vàng chiếm cứ vô địch vị trí đã đến lúc kia mình cũng là có thể phát huy ra luyện nguyệt quyết nhất viên mãn năng lực còn có ai có thể hạn chế ở chính mình thái thanh được gọi là nguyệt có thể đem chính mình luyện nguyệt quyết triển khai viên mãn năng lực đem so sánh với quân nhược lan bình tĩnh dựa hồng trần nhưng chỉ có sẽ không lãnh tĩnh như vậy trong lòng nói thầm vừa rồi cái kia là vật gì ta cảm giác nếu là tùy tiện xuống dưới mà nói cũng sẽ bị lập tức cho làm thịt mất sẽ không phải là có cái gì quái dị đồ vật bò lên rồi à không đúng làm sao có thể có cái gì khủng bố đồ vật nơi này chính là tu di đạo nhân ngưng tụ thành không gian nếu là nói thật có cái gì quái dị đồ vật mà nói nhìn thoáng qua phía trước tầng trên vị trí sự hồng trần cũng là buông lỏng xuống từ lời nói còn không phải có người đỡ đòn ta còn là tận lực trước dùng bảo vệ tính mạng làm chủ tốt rồi mà đang ở dược hồng trần sắp leo cao thấp một tầng lúc rồi lại thấy được phía trước không gian vỡ vụn một đạo nhân ảnh chậm rãi đạp đi ra trong mắt bao hàm vui vẻ tại đây giống như nhìn mình diệp huy nga nhìn diệp vân đi vào bên cạnh mình dược hồng trần vừa nghĩ tới đi lên vấn an chính là cảm giác được người sau trong mắt sát ý trong lòng chấn động chính là kinh ngạc nói diệp huynh người đây là đang làm cái gì không có làm cái gì à chẳng qua là đi làm chuyện ta vẫn luôn phải làm mà thôi chẳng lẽ ngươi không biết sao nhìn dược hồng trần trong mắt bối rối diệp vân cười nhạt nói diệp huynh chớ để cho ta nói giỡn ta vừa không có làm cái gì phải đắc tội với ngươi ngươi đây là muốn đem ta trừ chi cho thống khoái à khó khăn nhìn diệp vân trong tay tự ảnh thần kiếm biết mình hiện tại vô luận như thế nào là chạy không thoát dược hồng trần chậm rãi nói hạc hạc bây giờ không phải là vừa vặn ư nếu là ngươi như vậy cùng cái kia quân nhược lan liên hợp cùng một chỗ ta ngược lại là không tốt hạ thủ nhìn nhìn đối với chính mình có hẳn ý dược hồng trần Dược vân cười nói ta có thể cho ngươi rất nhiều tuyệt phẩm tiên linh chi thạch càng là có thể cho ngươi tại ngày sau luyện chế vô địch thần dược dùng tư chất của ta ngươi cũng nên biết ta lời nói không hoa chỉ cầu ngươi buông tha ta dược hồng trần giận dữ nói không thể nào ngươi một cái cố nhân đã từng nhắc nhở qua ta nếu là sau khi hắn chết chính là cũng muốn ngươi cùng nhau đi chôn cùng cười nhìn về phía Dược Hồng Trần, Diệp Vân nhạt cười nói. Cố nhân, nghi hoặc nhìn Diệp Vân, Dược Hồng Trần khó hiểu nói. Sách, người vừa mới chết ngươi liền đã quên, không phải là cái kia Dược Phong ư, lúc ấy rất phẫn nộ người lừa gạt hắn với Hỏa Châu sự tình cho nên đặc biệt biến thành quỷ hồn đến nhắc nhở ta. Nhìn Dược Hồng Trần sắc mặt dần dần trở nên lạnh, Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm, nhưng là chống đỡ người sau cái cổ, thản nhiên nói. Cho ta người giao cho quân nhược lan đồ vật, ta có thể cân nhắc cho người thống khoái. Hừ, đừng quên ta còn có thiên thú đỉnh chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động liền đem một tòa hắc sắc tiểu đỉnh tế ra diệp vân nhưng cũng là nhìn dược hồng trần tế ra thiên thú đỉnh không làm để ý tới hiện tại đến xem ngươi có lẽ hào phí rất nhiều khí lực để đối phó ta a à? nếu là biết không tốt chính là trực tiếp ly khai a à? ta cam đoan không lại ở chỗ này đến phiền ngươi giữ được tính mạng quan trọng hơn dược hồng trần cũng là tại thiên thú đỉnh trong cảnh cáo diệp vân nói ha ha thật sự chính là ngu xuẩn a à? Ngươi có biết hay không ta vì sao phải cho ngươi triệu hồi ra thiên thú đỉnh cơ hội thế này? Diệp Vân trong tay hiện lên không gian pháp tắc chấn động, liền đem tay chống đỡ tại dược hồng trần thiên thú đỉnh lên, vận chuyển không gian trứng rồng trong trí nhớ, lập tức liền đem phủ đầy bụi tại thiên thú đỉnh trong long hồn hút ra ra. Không tự biết đồ vật, ngay từ đầu chính là đã đi về hướng rồi diệt vong rồi. Diệp Vân nhìn dược hồng trần sợ hãi bộ dáng, không có tra tấn, một kiếm chiêu anh kích tại thiên thú đỉnh, nhưng coi như là thiếu khuyết rồi không gian long hồn, khi đỉnh phẩm chất cũng là vượt lên đầu cùng tuyệt đại đa số tuyệt phẩm phòng ngự tiên khí tuy rằng thừa rồi ngươi một cái nhân tình nhưng như thế biện pháp không cảm thấy có chút làm cho ta quá bị thua thiệt sao nhìn mình trước mặt tràn ngập oán hận không gian long hồn diệp vân cười nói mà không gian long hồn cũng tốt giống như nghe hiểu rồi diệp vân mà nói trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận không gian chi lực chuyển di tại diệp vân trong cơ thể cảm nhận được cái này cỗ dị động diệp vân ít thấy lộ ra vui vẻ cười nhạt nói như thế người khế ước của ta liền chính thức có hiệu quả. từ ảnh thần kiếm chờ đầy lấy không gian long hồn còn lại không gian chi lực dùng không gian long hồn thành chủ đạo điểm, vẻ này khổng lồ long uy tức thì bộc phát, long hồn coi như đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. nhìn về phía đem chính mình hút ra đi ra dược hồng trần, một cái liền đem cái kia thiên thú đỉnh nuốt vào. không gian phong bạo tại không gian long hồn trong cơ thể ra đời. nhìn một màn này, Diệp vân nhún vai, mình bây giờ không gian pháp tắc càng thêm hoàn thiện, đã không có nhất định phải ở lại chỗ này trực tiếp quay người ly khai, ổn định cánh cửa không gian hiền hiện tại Diệp Vân trong mắt. Theo Diệp Vân ly khai, toàn bộ 47 tầng cổ thụ bên trong, hóa thành nhất thô bạo không gian phong bạo. Ai nha, lúc này đây liền là chân chính có chút chấm dứt rồi, thở phào một cái, Diệp Vân thân hình lại lần nữa hiền hiện tại 53 tầng ở bên trong, nhìn bốn phía bị nứt vỡ hoặc là chết đi cực lớn thực vật thi thể, cũng là biết được quân nhược lan cũng hẳn là ở phía xa, cho nên trực tiếp tức thì ly khai. Cuối cùng ứng với nên làm như thế nào thế này, Diệp Vân trong đầu suy tư, nói, chuyện cho tới bây giờ mà nói, những thiên tài địa bảo này chính là trước để ở một bên a, cái này đỉnh tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, mới là chúng ta chính thức có lẽ theo đuổi. Đã là làm ra lựa chọn sao? Nhìn Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra về sau, Kiếm Đạo lão tổ chính là cười nói, "A, à, đích thật là đã quyết định." Gật đầu nhẹ, Diệp Vân chính là lại lần nữa mở ra không gian pháp tắc, hôm nay chính, mình cuối cùng là có thể đem không gian pháp tắc trong một ít huyền ảo hiểu rõ rất nhiều nhất là tại không gian long hồn đem trí nhớ chuyển lại cho mình lúc đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ chính là càng thêm thấu triệt làm lúc diệp vân lại lần nữa lên cao đến 66 tầng lúc nhìn xung quanh hết thảy phát hiện mình hay vẫn là đến tương đối sớm cũng không có cái gì chuẩn bị chính là một người lâm vào vô số thảm thực vật quấn quanh trong đi trong cơ thể bắt đầu khởi động hỏa linh khí khoảnh khắc liền đem cái này 66 tầng hóa thành biển lửa diệp vân cũng chỉ là nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh cũng biết tình huống hiện tại, cho nên cũng là không có tiếp tục đi đến. Có trời mới biết phía trên một tầng còn sẽ có lấy như thế nào nguy hiểm, hiện tại những cái kia dược vương minh, người còn không biết dược hồng trần bị chính mình giết chết, nhất định sẽ nghe lời của mình. Vậy bây giờ liền là có thể nắm giữ một chi nhất lưu môn phái đội ngũ, chỉ cần là ở chỗ này hơi chút chờ đợi thoáng một phát, đem nguyệt thần cung người kiềm chế, sau đó đang đợi đến dược vương minh người tiến vào, coi như là có thể có được một chi thực lực không kém đội ngũ bất quá bây giờ bọn hắn đến tôi cùng là ở đâu rồi nếu là ở 90 mươi tầng mà nói chỉ sợ cũng nhất định phải bọn hắn cho ta cho rằng phá hôi rồi tuy rằng quân được lan sẽ không để cho người thần cung người đơn giản chết đi nhưng ta xác thực có thể cho dược vương minh con người làm ra ta làm ra bực này sự tình bất quá bọn họ là hay không sẽ ngoan ngoãn nghe lời thế này nghĩ đến mình bây giờ ứng với nê như thế nào muốn cho dược vương minh người nghe lời diệp vân cũng là phí hết không nhỏ công phu dù sao đội ngũ nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải không liên quan đến mình tuy rằng cũng là xuất trình được dược hồng trần đồng ý có thể chỉ huy bọn hắn bất quá mấu chốt nhất một điểm chính là bọn họ là hay không sẽ vì chính mình bán mạng chính mình thế nhưng là để cho bọn họ cho rằng pháo hôi đi chịu chết chỉ cần là hơi chút người có chút đầu óc cũng có thể kịp phản ứng cho nên hiện tại khiếm khuyết một cái cớ thích hợp một cái có thể cho bọn hắn ngoan ngoãn đi chịu chết lý do bất quá cuối cùng ứng với nên làm như thế nào đâu rồi kiếm đạo lão tổ có thể có chú ý gì hay sao? Diệp Vân ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, hơi chút nghỉ ngơi mấy trụ hương thời gian, trong lòng cũng là hỏi hướng kiếm đạo lão tổ, nghĩ đến kiếm đạo lão tổ xảy ra một ít gì chú ý, kiếm đạo lão tổ nghĩ một lát về sau, mở miệng nói, nếu là ngươi đem dược hồng trần chết quy kết đến đỉnh tầng ba mà nói, nói không chừng trong bọn họ đại bộ phận mọi người sẽ đi gặp nhìn cuối cùng a, à. đến lúc đó, coi như là ngươi không nói lời gì, bọn hắn cũng là sẽ nhìn một chút dược hồng trần có hay không thật sự đã bị chết ở tại đỉnh tầng ba. Nghe xong kiếm đạo lão tổ mà nói về sau Diệp Vân hơi chút suy nghĩ một chút Cười nhạt nói Nếu là thật sự làm như thế mà nói Chỉ sợ những người này chắc chắn trước điên cuồng chất vấn ta đi Bất quá những thứ này Có lẽ cũng không có cái gì Dù sao bọn hắn nhất định sẽ xông lên phía trước Hiện tại Diệp Vân chính là Chỉ cần phải ở chỗ này hơi chút đợi chờ thoáng một phát Chính là đợi đến lúc người thần cung Cùng dược vương minh người tới lúc Liền là có thể đem lại nói ra Đến lúc đó coi như là quân nhược Lan thể thốt phủ nhận cũng có được lý do đem bế tắc, khiến cái này người đi chịu chết tuy rằng phiền toái, nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Đang là vì nghĩ tới điểm này, cho nên Diệp Vân cũng là không có thái quá mức kiên trì, Diệp Vân đem chuyện này tình cảm thống nhất quy kết đến đỉnh tầng 3 phía trên, đã đến lúc kia, coi như là bọn hắn dù thế nào không tin, cũng không khỏi không vì là làm mở đường tiên phong. Cảm nhận được xung quanh áp lực bầu không khí lúc, Diệp Vân nếu có điều cảm giác, lạnh nhạt nhìn lại lúc bên người lần lượt xuất hiện mấy trăm đạo nguyệt bảo thân ảnh đối diện với mấy cái này vẫn hận nhìn mình nam nữ diệp vân nhìn trong đó ăn mặc trường bò màu đen nữ tử cười nhạt nói quân nhược lan lớn như vậy trận chiến chẳng lẽ lại là tới đón tiếp ta sao trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là không tệ quân nhược lan lạnh lùng nói về dược hồng trần sự tình ngươi không định nhiều nói vài lời sao lời nói xoay chuyển quân nhược lan lạnh lùng đối với diệp vân nói ai ta cùng với hồng trần huynh vốn là tại lưu lạc trên đường nhưng lại là gặp nguy cơ, Hồng Trần huynh chết ở đỉnh tầng 3 bên trong, mặt không đỏ tim không nhảy trả lời, Diệp Vân nhàn nhạt nói ra. Quân Nhược Lan đang nghe dược Hồng Trần chết rồi, sắc mặt khẽ biến, ngươi cũng biết, hắn lúc sắp chết có hay không có hai hạt mỏ đỏ đan dược đặt ở nơi nào, có hay không bị ngươi đã lấy được. Ta đây cũng không phải rõ ràng, bất quá thân thể của hắn cũng hẳn là bị hoàn toàn phá hủy, cho nên ta cũng không có thái quá mức để trong lòng, như thế nào, ngươi rất có hứng thú sao? Diệp Vân sau khi suy nghĩ một chút, cười nói. Hừ, nguyên lai like là liền cục xương đều không có để lại, nếu như nói như vậy, đó cũng là không có gì để nói nữa rồi. Cái này đỉnh tầng ba đường ngươi cũng đừng nói ngươi đi qua, cùng ta cùng nhau một lần nữa đi qua. Quân Nhược Lan đang nghe Diệp Vân nói lời về sau, lựa chọn tin tưởng, nàng tin tưởng người sau sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này tình cảm bên trên lừa gạt mình, huống chi hắn cũng không biết tình đan công dụng. Vì sao phải đem ta liên quan đến đi lên, ta còn chuẩn bị dẫn đầu Hồng Trần huynh, Dược Vương Minh cùng các người Nguyệt Thần cung làm quyết chiến thế này, một bộ không muốn bộ dạng, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói, "Nếu là ngươi chuẩn bị dẫn đầu những cái kia người chết cùng chúng ta tác chiến lời nói, ta tự nhiên là không có ý kiến gì, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không vui mà thôi." Thản nhiên nhìn lướt Diệp Vân, Quân Nhược Lan lạnh lùng nói, "Các ngươi là đã trực tiếp đưa bọn chúng đều giết sao?" Nhìn Quân Nhược Lan bộ dạng, Diệp Vân cũng là lường trước đến người sau sẽ như thế làm nhưng cũng là thật không ngờ nữ nhân này ra tay tốc độ lại nhanh như vậy dược hồng trần khí tức biến mất về sau liền trực tiếp đem dược vương minh mấy trăm nguyên anh toàn bộ giết chết cái này thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn quân nhược lan nhìn thoáng qua diệp vân chậm rãi nói một ít con sâu cái kiến mà thôi chết cũng tự chết rồi ngươi bây giờ hoàn nguyện ý cùng ta cùng đi sao diệp vân biết rõ quân nhược lan có ý tứ là làm cho mình không nên ở phía sau quấy rối mà là quang minh chính đại trợ giúp bọn hắn diệp vân mới không muốn bất quá cũng là không có cách nào dù sao làm cho hiện tại cùng quân nhược lan giao chiến mà nói cộng thêm cái này vẫn có lấy không ít nguyên anh cảnh thất trọng người đang không có quá lớn ném chắc được rồi ta đây liền cùng ngươi cùng nhau đi tốt rồi như là không có ý kiến gì ta chính là gia nhập nhìn thoáng qua nguyệt thần cung trong đối với chính mình lộ ra hận ý mọi người diệp vân cho rằng không có trông thấy mắt không thấy tâm không phiền chúng đệ tử nhìn diệp vân bị quân nhược lan cưỡng ép kéo đi qua trường ngại quân nhược lan tại đây nguyệt thần cung uy tín không thể không tuân theo nhưng cũng là thở dài về sau cho diệp vân để cho cái lộ ra lập tức lại diệp vân với lại hiển nhiên là sợ hắn tiếp tục giở trò quỷ nếu như hắn lựa chọn đáp ứng như vậy trừ phi là đã đến đỉnh tầng 3, nói cách khác hắn còn không có can đảm này ở trước mặt ta đổi ý quân nhược lan vẫy vẫy tay làm cho sư đệ các sư muội đem diệp vân buông ra nhìn về phía diệp vân âm thanh lạnh lùng nói người có thể ngàn vạn muốn biểu hiện tốt một chút nếu là nói cách khác, ta tất nhiên tha cho ngươi không được. Nếu như ngươi là dùng loại thái độ này đối với minh hữu của ngươi nói chuyện, ta sẽ rất không hài lòng a. À. Nhìn quân Nhược Lan đối với những thứ này, Nguyệt Thần cung đệ tử rất có chăm sóc trí, Diệp Vân cũng không chuẩn chuẩn bị cùng nữ tử đang nói đùa, thản nhiên nói, dựa theo ngươi nói, nếu là đã đến địa phương cũng cần trợ giúp của ta, ta sẽ gặp dựa theo minh ước giúp ngươi mấy lần, nhưng nếu là đã đến đỉnh tầng 3 tranh đoạt những cái kỳ tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, ta và ngươi chính là tất cả bằng thủ đoạn chính hợp ý ta gật đầu nhẹ quân nhược lan nhìn diệp vân cùng mình bình thường mặc chính là một bộ trường bào màu đen không khỏi có chút nhíu mày người cái này là ý gì thế vì sao ăn mặc giống như ta như vậy người thật đúng là keo kiệt à chẳng lẽ nói cùng người mặc giống nhau không được sao tức giận nhìn đối với loại chuyện nhỏ nhặt này tình cảm tính toán chi ly đứng lên quân nhược lan diệp vân bất đắc dĩ nói diệp vân nhìn thấy quân nhược lan quần áo cũng là bất đắc dĩ cái này áo bảo thế nhưng là cuối cùng một kiện rồi nếu không phải là đổi không được chỉ sợ đang nhìn đến cùng quân nhược lan lúc chính là gặp tranh thủ thời gian thay đổi một thân kia quần áo của hắn hiện tại như vậy đứng ở nơi này nguyệt thần cung bên trong cùng quân nhược lan đối ứng đứng lên ngược lại là tăng thêm vài phần lúng túng khá tốt người nơi này đều là nguyệt thần cung đệ tử đối với chuyện như vậy cũng sẽ không khắp nơi thông báo hơn nữa coi như là có thông báo đi nữa chẳng lẽ lại là muốn nói nguyệt thần cung nguyệt hạ tiên tử cùng một thần bí kim đan cảnh người ăn mặc tình lự áo hay sao đang nhìn diệp vân một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dạng lúc quân nhược lan hận không thể cho hắn một cái tát bất quá cũng là hiện tại trở ngại xung quanh nhân số quá nhiều quân nhược lan ẩn nhẫn lấy không có nhắc lại lời ngươi nói cái kia huyết sắc đan dược cuối cùng là vật gì vì sao ngươi như vậy coi trọng một bên chạy đi diệp vân một bên đem vấn đề này nói ra ngươi không phải đã có sinh mệnh tinh phách sao cái này tinh đan hiệu quả chính là như sinh mệnh tinh phách bình thường có thể cực nhanh khôi phục bên ngoài cơ thể thương thế hơn nữa không cần hao phí tên linh chi thạch nếu là nói chân quý tính có thể nói cũng là thượng giai thiên tài địa bảo mắt nhìn diệp vân quân nhược lan cũng không cần phải đem những vật này giấu giếm ở chính là trực tiếp nói cho diệp vân nói diệp vân sau khi nghe được chân mày trao lên chậm rãi nói cho nên người mới như vậy bức thiết đều muốn bình thường thương thế cho là mình quân nhược lan đến nói lời có lẽ có thể một lát liền chữa trị nhưng hôm nay nhưng là cần tinh đan đến ức chế thương thế không khó nhìn ra quân nhược lan hẳn là chịu có chút nội thương nghiêm trọng nếu không chiếu theo là nữ tử ngạo nghễ quả quyết không có khả năng dùng những đan dược này để trị liệu đúng vậy a à, cùng đỗ kiếm ngâm tại tầng thứ hai một trong chiến đấu tên kia dùng vạn kiếm kiếp cùng ta đối địch xem ra là chuẩn bị hạ tử thủ bất quá ta dùng nguyệt ma trưởng trực tiếp đối chiến tuy rằng cuối cùng không thể giết hắn nhưng coi như là đã có kinh nghiệm đối địch với vạn kiếm kiếp của hắn lần sau giao thủ liền không sẽ như thế rồi quân nhược lan rất tiếc hận cùng cái kia vạn kiếm kiếp bất phân thắng bại hơn nữa là hai người sinh tử chém giết mà diệp vân nhưng là trực tiếp hành hạ trương ngạn hoa nhẹ nhõm rồi không ít huống hồ diệp vân cũng là trực tiếp vận dụng tuyệt phẩm tiên khí trong hỏa viêm tam truyền đem trương ngạn hoa nguyệt thần toái đạo quyền trực tiếp mất đi chẳng lẽ diệp vân thật sự thực lực đã đến loại tình trạng này vạn kiếm kiếp à nghĩ đến vừa rồi không lâu còn một kiếm đánh tan vạn kiếm kiếp đỗ kiếm ngâm cái kia thứ dung động bộ dạng vẫn còn tại trước mắt Diệp Vân không khỏi cười cười, ra hỏa này thật đúng là đủ đáng thương, bản mệnh kiếm đạo không chỉ có được quân nhược lan bất phần thắng bại, còn bị chính mình trực tiếp nát bấy. Như vậy đả kích, chỉ sợ cũng là để lại cho hắn không ít âm ảnh. Hôm nay ở đây đối với ta có ý hiếp người liền chỉ còn lại có quân nhược lan rồi. Nếu là nói tại đây đỉnh tầng ba tuyệt phẩm thiên tài địa bảo bên trong, ta có thể vận dụng không gian pháp tắc thuấn, di cướp lấy hai cái. Vậy tất nhiên sẽ còn thừa một cái. Nghĩ đến ứng với nên làm như thế nào mới có thể hoàn toàn đem tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo đều cầm vào tay, Diệp Vân cũng là có chút xoắn suýt, bởi vì bây giờ người này trong còn có một quân nhược lan, nếu là nàng cố tình ngăn cản mà nói, chính mình thật đúng là không có biện pháp, tất nhiên gặp là mình lấy được hai kiện tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, một kiện khác được quân nhược lan lấy đi, hơn nữa người thần cung đệ tử gặp thu nạp cổ thụ bên trong đại bộ phận đẳng cấp cao thiên tài địa bảo, cái này đồng dạng là chính mình không muốn nhìn thấy đấy. Không có biện pháp, thời khắc mấu chốt sẽ đem cái kia trưởng quản bảo vật người đánh chết cầm bảo vật liền vận dụng không gian pháp tắc trực tiếp thuấn di rời khỏi coi như là quân nhược lan cố tình phòng bị diệp vân tự tin có thể rời khỏi ầm ầm như lôi đình cự đằng phảng phất là được cái gì kích thích đến tại đây nguyệt thần cung tiến lên trong đội ngũ thô bạo giết chóc quân nhược lan cũng không có ra tay chẳng qua là lạnh lùng nhìn nguyệt thần cung đệ tử ra sức chém giết coi như là chết trận phần đông khi tâm cũng là bình thường vô cùng không hề bận tâm ngươi làm như vậy chính là có chút quá mức à bọn hắn đều là sư đệ của ngươi sư muội ngươi nếu không phải ra mặt bảo hộ mà nói chẳng lẽ lại là chuẩn bị dựa vào bọn hắn một mình đem cái này lôi đang giải quyết sao nhìn từ thương phần đông nguyệt thần cung đệ tử diệp vân cũng là trong mày không khỏi mở miệng hỏi hết thầy cũng là vì ta nguyệt thần cung ngươi như thế nào lại lý giải nhìn lướt qua bên người khuyên giải tự mình ra tay diệp vân phảng phất là tại đùa cợt hắn ngu ngốc tiểu tử thấy rõ ràng chưa cái này chính là những đại môn phái này bồi dưỡng đệ tử tàn nhẫn sàng lọc tuyển chọn ra cường giả phương pháp sẽ chỉ là hy sinh cho nên lão tổ ta mới không muốn cùng những đại môn phái này có cái gì liên quan rất bất mãn nhìn quân nhược lan lần này cử động mặc dù là biết được hẳn là nghe theo trưởng môn chi mệnh nhưng như thế hở hững hành vi rồi lại cũng hẳn là nàng bàn tâm người nếu như không đau lòng mà nói ta đây cũng không có biện pháp gì rồi nhìn quân nhược lan đều mặc kệ Diệp Vân cũng chỉ là bình thường nhìn cuối cùng ngã xuống lôi đằng, nhìn người còn sống sót lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tầng tiếp theo, chưa cho đội ngũ bao nhiêu thở thời điểm, quân Nhược Lan chỉ huy Nguyệt Thần Cung đệ tử tiếp tục thẳng tiến, Nguyệt Thần Cung đệ tử cũng không có cái gì phản đối ý kiến, phảng phất là đã thành thói quen bình thường. Cái loại này hoàn toàn tuân mệnh, thật ra khiến Diệp Vân có chút tham mộ. Cái này chính là mình muốn đội ngũ, hoàn toàn phục tùng, coi như là tự sát kiểu mệnh lệnh cũng sẽ không có cái gì dị nghị, bất quá vốn rất nhanh là có thể đạt được, lại bị quân nhược Lan đem dược phương cốc đệ từ tất cả đều giết chết, thật sự là lãng phí. Hiện tại mới chỉ là tầng 70, lại đụng phải như vậy thủ hộ chi linh rồi, nếu là ngươi lại không xuất thủ, chỉ sợ cái này người đi đường ít nhất cũng muốn chết cái hơn 100 người, đến lúc đó ngươi phải như thế nào cùng môn phái giải thích, đếm lấy hai người bay vào số tầng, Diệp Vân tại hạ một tầng nói. Ta đã nói rồi, những chuyện này cùng ngươi một có quan hệ gì ngươi sẽ không lý giải cực hạn môn phái đối với đệ tử vinh quang phần này kiêu ngạo có thể cho bọn hắn không biết mệt mỏi chém giết dốc sức liều mạng ngươi cần gì phải ngăn cản lạnh lùng nhìn về phía diệp vân quân nhược lan thản nhiên nói nếu không có trưởng môn an bài vào 60 tầng về sau liền là không cho phép chính mình tùy tiện ra tay mà là làm cho những môn phái này tinh nhuệ đệ tử đến rèn luyện gia tăng kinh nghiệm thực chiến chính mình há lại sẽ bỏ mặc bỏ qua đã như vậy mà nói ta đây cũng không có ý kiến gì rồi diệp vân nhìn tầng này thủ hộ chi linh ngã xuống liền lại lần nữa bốc lên dù sao cùng ý nghĩ của mình giống nhau cần gì phải đi ra ngăn cản đây tầng thứ 80, nếu là nói nguyên bản ta còn tại kiêng kỵ bọn hắn mà nói cái kia hiện tại bọn hắn bộ dạng này chết thì chết tổn thương tổn thương bộ dạng ta ngược lại là cũng không cần phải lại quan tâm nhìn thoáng qua bốn phía đều là bị không nhỏ thương thế nguyệt thần cung đệ tử những người này nguyên anh cảnh thất trọng đệ tử cũng chịu thương thế nghiêm trọng bất quá vẫn còn bảo hộ những thương thế kia quá nặng đệ tử cái này một phương diện ngược lại là thể hiện rồi người thần cung đồng môn ở giữa tình nghĩa diệp vân tuy rằng thưởng thức hành động như vậy nhưng là không có chút nào quan tâm đáng nói dù sao quân nhược lan cũng không quan tâm sớm muộn gì bọn hắn đều chết cái kia sống một chút cùng muộn một chút cũng không có gì khác nhau diệp vân nhìn bốn phía những cái kia tràn ngập linh lực thực vật tựa hồ tu luyện thành tinh hoa cỏ dây leo không khỏi cười cười thủ đoạn của hắn xa xa so với những thứ này miễn cưỡng đã có thần trí thực vật mạnh mẽ xa quá nhiều chỉ cần là hắn nguyện ý liền nhiều hao phí một điểm linh lực cùng chân khí liền có thể đủ đem những thực vật này toàn bộ xoán giết nếu là đúng phó những cái kia bị thương nguyệt thần cung đệ tử cũng là đồng dạng đơn giản diệp vân lẳng lặng nhìn nguyệt thần cung chậm rãi ngã xuống đến tại thông lên trên trên đường hắn ánh mắt xáo qua nhìn quân nhược lan có mắt híp lại không biết suy nghĩ cái gì rút cuộc đến tầng thứ 90 rồi sao nhìn xuất hiện ở trước mặt cao lớn cự tượng diệp vân tâm niệm vừa động hắn bỗng nhiên ra tay trực tiếp đem tên kia nhìn chằm chằm hồi lâu trưởng quản nguyệt thần cung tiến vào bảo tàng thu bảo vật đệ tử đánh bay ra ngoài sau đó đưa tay một trào đưa hắn túi chữ vật thu lập tức thân hình lập lòe hướng phía cuối cùng tầng ba gấp bán đi chúng đệ tử khẽ giật mình lập tức một mảnh xôn xao diệp vân tốc độ quá nhanh nguyệt thần cung người coi như là phát hiện cũng đã không kịp chỉ có quân nhược lan coi như sớm đã dự liệu được bình thường nguyệt thần toái đạo quyền trực tiếp tế ra oanh kích tại diệp vân trên người đã thấy đến diệp vân trực tiếp hóa thành bạch quang tiêu tán những mày cũng hóa thành ánh trăng thẳng đến đỉnh tầng ba trong đi ven đường cự tượng ra tay ngăn cản quân nhược lan hóa thần ánh trăng tại nguyệt thần toái đạo quyền phía dưới bị đánh thành mảnh vỡ quân nhược lan tốc độ đồng dạng nhanh sau một khắc liền hướng đến cuối cùng tầng ba bên trong lão tổ trực tiếp dùng linh hồn chi lực đem phá nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cấm chế diệp vân trực tiếp cùng kiếm đạo lão tổ mở miệng làm cho kiếm đạo lão tổ linh hồn chi lực hàng lâm đem bài trừ. Chút lòng thành, ý niệm thúc giục, cấm chế trực tiếp tại Diệp Vân trước mặt biến mất. Diệp Vân nhìn bị cấm chế tạo bao phủ ở óng ánh xích hoa, đưa tay một trào, đem tuyệt phẩm thiên tài địa bảo cầm chặt, thu nhập lôi âm hóa long giới ở bên trong. Lúc này lôi âm hóa long giới trong còn có tử nguyệt thần cung đệ tử trong tay giành được thiên tài địa bảo, nhiều không kể xiết. Diệp Vân liên tiếp tốc độ cũng không chậm, hắn từ 90 tầng bay vút dựng lên, đem bảo tàng tầng thứ ba trong cuối cùng ba cửa ai lập tức phá vỡ đem bảo vật tìm thấy đều bỏ vào trong túi muốn rời khỏi nhưng mà hắn phát hiện quân nhược lan đã đến không khỏi quay người cười nhạt nói nếu như ngươi là đuổi theo ta đây như vậy nhanh bảo ta như thế nào cho phải thức thời liền đem tầng thứ ba trong thiên tài địa bảo đều giao ra đây nói cách khác cũng đừng trách ta xuất thủ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào diệp vân quân nhược lan lạnh lùng nói một đôi trắng noãn hai tay được khắc khí bao phủ chuẩn bị cùng diệp vân giao thủ còn lần này là muốn động dùng chính thức chiến lược đến cùng diệp vân một trận chiến cùng ngươi giao thủ chính là tạm gác lại bảo tàng cuối cùng một tầng trong a hay là trước đem người thương thế bên trong cơ thể cho ngăn chặn nói cách khác ta sẽ không hạ thủ lưu tình bạch quang chớp tắt diệp vân tiêu tán tại quân nhược lan trước mặt người sau một quyền oanh kích tại cổ thụ khó có thể miêu tả phẫn nộ hai người các ngươi còn muốn ở chỗ này bao lâu cùng ta cùng nhau rời khỏi a nhìn tại trong tầng thứ hai không có việc gì kim linh nhi lúc diệp vân xuất hiện ở tầng thứ hai vị trí cười nói linh nhi sớm ngay ở chỗ này ngốc nhàm chán vội vàng gật đầu đáp ứng kim an nhưng là cười nói tiền bối sự tình đều xử lý thỏa đáng sao tự nhiên mặc dù có nguyệt thần cung người cản trở nhưng cái này cổ thụ trong chín thành thiên tài địa bảo có lẽ lại về tay ta rồi cười nhạt gật đầu tại kim an lộ ra vẻ hâm mộ lúc diệp vân nhưng là cười nói nếu là có một ngày mà nói chắc hẳn ngươi cũng là cũng được. Ai, tiền bối thực là nói dỡn rồi, ta nếu là thật sự nếu có thể, lại chỗ đó sẽ cùng theo Linh Nhi ở tại chỗ này đây. Cười khổ đáp lại lên Diệp Vân mà nói, Kim An cũng là biết rõ là đang an ủi mình, hôm nay có thể còn sống cũng đã là lớn nhất may mắn. Diệp Vân gật gật đầu, Kim An nói cũng đúng, đúng là như thế. Diệp Vân mang theo hai người, trực tiếp đã tới cổ thụ đình tầng ba vị trí, nhìn nguyệt thần cung người, đều đã rời khỏi, chỉ còn lại có mấy người nguyên anh cảnh tu sĩ. Vốn tiến vào cổ thụ ngược lại là rất nhiều người, cũng là bị đỗ kiếm ngâm chu diệt rất nhiều, mà đỗ kiếm ngâm cùng Diệp Vân giao chiến thời điểm, lại chết không ít, đặc biệt là Diệp Vân huyết người sát ý, trực tiếp đem những người kia xóa đi, hóa thành máu loãng, số lượng cũng không biết có bao nhiêu. Loại lực lượng này thực sự quá cường đại, cũng khó trách đỗ kiếm ngâm, tại cuối cùng cũng là không thể tin được cùng Diệp Vân tranh lệch cư trú to lớn như thế, bất quá dựa theo hắn bản tính, chắc hẳn lần này lại lần nữa đột phá tâm ma về sau lại sẽ là một cái cường lực địch thủ diệp vân có người tới tìm ngươi rồi nhìn diệp vân chuẩn bị rời khỏi tầng thứ ba đi tầng thứ tư lúc kiếm đạo lão tổ thanh âm lặng lẽ vang lên nhắc nhở lấy một điểm phòng bị đều không có diệp vân hả ngay tại diệp vân thất thần một lát chính là cảm thấy xa xa tràn đầy nguyệt thần lực khí tức theo một đạo đao mang ứng với dao mổ ra một đạo tuấn giật người chậm rãi hướng về diệp vân đi tới trương ngạn hoa hơn nữa còn là đột phá đã đến nguyên anh cảnh thất trọng, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, nhìn Trương Ngạn hoa tay nắm lấy nguyệt đao, xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Vân ngược lại là dường như sớm đã dự liệu được bình thường, không thèm để ý chút nào nhìn hắn. Cùng ngươi một trận chiến, mới có thể đủ nhìn ra ta và ngươi chênh lệch, một câu phía dưới, liền đem chiến ý hiển lộ không thể nghi ngờ, nguyệt đao nắm thật chặt tại trong tay, ba đạo nhẹ nhàng linh hoạt đao mang tức thì mà phát, nương theo lấy nguyệt thần lực tập sát hướng Diệp Vân mà diệp vân thần pháp lóe lên trực tiếp vượt qua ba đạo đao mang xưa đâu bằng này nhìn ra được cảnh giới của ngươi cũng không có đan dược quấy phá bình thường nhìn trương ngạn hoa diệp vân chậm rãi nói đúng vậy a à, đây đều là đem ngươi ban tặng cho nên ta sẽ toàn lực cùng ngươi một trận chiến chuẩn bị sẵn sàng a à. trương ngạn hoa tin tưởng mười phần hắn muốn tại bảo tàng tầng thứ ba trong đem diệp vân chém giết nếu là đã đến tầng thứ tư đó là nguyệt thần cung sân nhà liền hơn chi không võ rồi chính là giết Diệp Vân, cũng không cách nào quét dọn tâm ma. Được rồi, ta bây giờ còn không có gì tâm tình cùng ngươi giao thủ, thực nếu là muốn cùng ta một trận chiến mà nói. Tâm cuối cùng ta và ngươi lại giao thủ tốt rồi, Diệp Vân vẫy vẫy tay nói ra. Hiện tại thời gian chính là đại lượng tiên linh chi thạch, Diệp Vân làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở nơi đây, bất quá trưng ngạn hoa có phải là, hay không nghĩ như vậy, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Mặc dù mình vẫn có nắm chắc thắng được, nhưng muốn lãng phí đại lượng chân khí cùng linh lực, nếu là thật sự chính nhất chiến, chỉ sợ còn có thể bị thương, vậy rất có thể không cách nào tại tầng thứ tư tu di bảo tàng đạt được kỳ ngộ. Đã như vậy, ta đây liền chờ ngươi, cũng không sợ Diệp Vân chạy trốn, coi như là vì tầng thứ năm bảo vật cuối cùng Diệp Vân cũng sẽ cùng mình một trận chiến, cho nên Trương Ngạn Hoa cũng là dừng lại một chút, liền đem chính mình nguyệt đao thu hồi, bước thân rời khỏi. Thật sự chính là một cái đồ biến thái a à, vậy mà trực tiếp phá vỡ nhị trọng, đạt đến nguyên anh cảnh thất trọng, vì sao ta ngay cả nguyên anh cảnh đều bước không qua đây hâm mộ nhìn rời khỏi trương ngạn hoa diệp vân có chút kính nảy lên ra hỏa này tâm trí bất quá cũng chỉ là có chút bội phục mà thôi lần sau chính thức giao thủ thời điểm diệp vân sẽ không nương tay đợi cho cùng ba người phân ra thắng bại hắn diệp vân nhất định sẽ là cuối cùng người thắng cũng phải là người thắng quan hệ này đến sau này đường diệp vân cũng không giống như trương ngạn hoa quân nhược la như vậy có người thần cung làm lúc làm hậu thuẫn cũng không giống đỗ kiếm ngâm như vậy vốn là kiếm khí ra đời, chỉ cần cô đọng kiếm đạo liền. Diệp Vân có thể nói là một gã tán tu, nếu là ở nơi đây đạt được bảo vật chưa đủ hài lòng lời nói. Cái kia lần sau, còn có loại này cơ duyên, cũng không biết là lúc nào. Tu di bảo tàng ở bên trong, càng là phía sau số tầng lấy được bảo vật liền càng là chân quý, rất có thể có một chút so với nhật nguyệt song hồn còn muốn chân quý bảo vật tồn tại. Diệp Vân như thế nào chịu giờ khác ngày hao phí quá nhiều tinh lực cùng trương ngạn hoa một trận chiến đây. Đi thôi. Nhìn tiến vào trong nguyễn trận kim linh nhi cùng kim an diệp vân cười nhạt nói. Ai nha, giúp cuộc có thể đi nhanh lên mở cái chỗ này nữa nha. nhẹ nhàng thở ra, cho rằng diệp vân thật sự muốn cùng cái kia kinh khủng nam tử giao thủ. kim linh nhi không khỏi vì diệp vân mà đổ mồ hôi, nhưng khi thấy nam tử cũng không cùng diệp vân trực tiếp động thủ lúc, cũng là vui mừng lấy nhìn về phía diệp vân nói. tiền bối, vừa rồi chính là cái người kia, chính là nguyệt thần cung năm gần đây được vinh dự thiên tuyển chi tử trương ngạn hoa sao. Kim An suy nghĩ một chút hỏi. À, người nghe nói qua hắn sao? Nhìn Kim An đem nhận ra về sao? Diệp Vân cũng là có chút ít kinh ngạc, mở miệng hỏi. Tiền bối nói nói chi vậy? Nếu là loại này, không biết trường ngạn hoa mới là kỳ quái. Thân phận của hắn coi như là tại chúng ta môn phái, cũng là như sấm bên tai. Nghe nói, cũng là có thể bằng vào nguyên anh cảnh ngũ trọng, trực diện nguyên anh cảnh thất trọng người. Coi như là chiến thắng cũng không phải việc khó. Kim An cười khổ nói bất quá tiền bối nếu như có thể cùng hắn làm làm đối thủ chắc hẳn đã sớm nghe qua tên của hắn lại giả vờ ra không biết bộ dạng có chút quá tính trẻ con rồi nghĩ đến diệp vân vừa rồi cố ý giả bộ như không biết trương ngạn hoa bộ dạng kim an chính là bất đắc dĩ thầm nghĩ nhưng diệp vân rồi lại thật sự cũng không nghe nói qua trương ngạn hoa danh hào phải biết rằng diệp vân cũng không phải cái chỗ này người hắn đến từ cách xa tấn quốc chính là đại tần đế quốc khoảng cách nguyệt thần cung cũng có không biết rõ mấy trăm vạn dặm diệp vân đích thật là chưa từng có nghe qua cũng không quan tâm nhưng đối với những người khác mà nói danh hào càng lớn kỳ thật thực lực chính là càng lớn trương ngạn hoa thực lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm đối với trương ngạn hoa diệp vân đích thật là có nào đó băn khoăn dù sao hắn có thể cho là mình toàn bộ người thần cung đến cùng mình chống lại nếu không phải tại đây tu di bảo tàng trong muốn tranh đoạt chí bảo hắn ngược lại là cũng không muốn cùng trương ngạn hoa trở mặt tại đây tu di bảo tàng bên trong đấy cũng là chỉ có đỗ kiếm ngâm có thể làm cho diệp vân trong lòng một mực cảnh giác dù sao hai người quen biết nhiều năm mỗi một lần đều là đánh đập tàn nhẫn hầu như không có hảo hảo nói chuyện phiếm thời điểm lúc diệp vân đi vào tầng thứ tư nhưng là hai chân không còn chính là trực tiếp có rơi xuống dấu hiệu kim linh nhi cùng kim an cũng là gấp mang thủ mang cước loạn dùng chân khí ổn định thân thể diệp vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn dưới chân trào lên cuồn cuộn đại dương không biết suy nghĩ cái gì diệp vân người cái này đang làm cái gì tại lăn lộn biển gầm trước mặt diệp vân thân ảnh ở đằng kia chút ít tầm hơn 10 trượng sóng lớn trước mặt nhỏ bé như con sâu cái kiến mà ở kiếm đạo lão tổ đặt câu hỏi lúc diệp vân nhưng là bàn tay hỏa viêm lại hiện ra trong cơ thể lại lần nữa bắt đầu khởi động hòa linh khí một trưởng đánh vào dưới thân giống như nghiệt long sóng giữa bên trong bất quá là hiếu kỳ cái này trong nước có phải là hay không có linh thú mà thôi diệp vân cười nhạt nói diệp vân dưới thân hải dương bộc phát cuồn cuộn bất diệt hỏa viêm thời điểm dường như được chọc giận quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện trơn ướt trên thân thể lưu lại lấy diệp vân hỏa linh khí bỏng sau lưu lại dấu vết diệp vân nhàn nhạt nhìn lại lúc tên kia đang nhìn đến diệp vân bộ dạng này chẳng hề để ý bộ dạng diệp vân đưa tay nhẹ nhàng vung lên phách chảm hạ xuống ầm ầm một chiều thất bại sóng to gió lớn bị chém thành hai khúc diệp vân sừng sững tại tách ra trong nước biển không để ý tới nữa cái này màu đen quái vật khổng lồ từ trên người của nó Diệp Vân có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy hiếp. Bất quá một kích này cũng làm cho cái kia đại gia hòa lòng có sợ hãi, nhìn nhìn Diệp Vân, nghĩ phải từ từ chìm xuống. Nếu như đem nó giết chết cần hao phí đại lượng chân khí cùng linh lực, cái kia Diệp Vân liền cũng sẽ không làm như thế. Trong tay linh lực trực tiếp thúc giục oanh kích tại đại gia hòa trên người, một tiếng gào thét, kính sợ nhìn một chút Diệp Vân, chậm rãi chìm vào trong biển rộng. Thật sự là cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có loại này giai cấp linh thú đã không phải là bình thường giống rồi à nhìn cái kia quái vật khổng lồ diệp vân hỏi hướng kiếm đạo lão tổ nói kiếm đạo lão tổ cũng là có hứng thú cười nói như thế rời sông lấp biển linh thú đích thật là ít thấy nếu là có thể khống chế biển bên kia chỉ có thủy linh long rồi loại này thủy chi bá chủ liền không cần nói a à, nếu như ta hiện tại gặp phải lời nói chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ diệp vân khẽ cười nói ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nhưng là nhìn thấy một vòng lượt lớn trăng tròn dường như điêu khắc tinh xảo ngọc thạch được sinh sôi phục khắc vào rồi trong bóng tối không có một ngôi sao có chẳng qua là khổng lồ kia trăng tròn thần bí nguyệt nhận tựa hồ đã có cảm ứng phát ra cực hạn ánh trăng liền là có thêm trực tiếp ở chỗ này thông linh dấu hiệu nhìn viên này lớn lớn trăng tròn trong trào nhưng lạnh lùng thánh khiết khí tức cũng là chậm rãi lay động trên không trung diệp vân nhưng là trong cơ thể dường như được cái gì đè nén xuống bình thường không kiềm chế được không có chuyện gì đâu chẳng qua là trong cơ thể người nhật nguyệt song hồn hẳn là cũng cảm thấy một điểm không bình thường cho nên đã bắt đầu biên độ tăng trưởng tuy rằng hiện tại rất chậm chạp nhưng sau chính là gặp càng lúc càng nhanh luôn sẽ có tiêu hao hầu như không còn một ngày nhìn diệp vân che ngực kiếm đạo lão tổ cười cười hắn tuy rằng không là người từng trải nhưng cũng là đã từng gặp chính mình mấy cái hảo hữu tại nhật nguyệt song hồn tự hành thúc giục thời điểm mấy tên kia kinh hoàng đổ lộ mặc dù chỉ là tại chính mình nhỏ yếu lúc trải qua cái này đoạn trí nhớ rồi lại thì không cách nào quên cũng không biết mấy người bọn hán hiện tại như thế nào kiếm đạo lão tổ thông qua diệp vân nhìn qua hướng lên bầu trời chỗ trăng tròn trong lòng bay lên hoài niệm diệp vân cũng quen thuộc trong cơ thể nhật nguyệt song hồn không khỏi có chút khóc cười nói bất quá cái này biên độ tăng trưởng thật sự chính là quá mức à nếu không phải có nhắc nhở của ngươi ta vừa rồi chính là muốn muốn đem chúng di chuyển trừ tại bên ngoài cơ thể ta như thế nào quên tiểu tử ngươi điểm này nếu như là bình thường kim đan cảnh hoặc là nguyên anh cảnh coi như là cố tình đều muốn đem chúng di chuyển trừ cũng thì không cách nào làm được thế nhưng là tiểu tử ngươi tinh thần lực nhưng là cao không bình thường ngươi chỉ sợ thật đúng là có thể làm được kiếm đạo lão tổ phảng phất là nghĩ tới chút gì đó sau đó cười nói ta có thể là để cho ngươi biết nếu là đợi đến lúc nhật nguyệt song hồn hoàn toàn triển khai tác dụng thời điểm ngươi liền là không thể nhiều làm cái gì chống cự nếu là đưa bọn chúng di chuyển trừ mà nói chỉ sợ ngươi chính là không công nhẫn đại lâu như vậy chẳng lẽ lại tại thừa nhận thời điểm sẽ là khó có thể chịu được sao nhìn kiếm đạo lão tổ một bộ cười xấu xa bộ dáng diệp vân khó hiểu nói vừa rồi cái chủng loại kia tê dại mặc dù là có chút làm cho mình tê liệt nhưng cũng là có thể chịu được thật sự là không thể nói có thể chia lìa đến đau đớn vừa nói nhưng khi nhìn lấy kiếm đạo lão tổ thực sự không phải là hay nói dỡn bộ dạng diệp vân cũng là nghi hoặc nhìn về phía người sao người muốn biết một chút a à, trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có đau đớn mới là khó có thể chịu được đấy. Có đôi khi thoải mái quá mức mà nói, nhưng cũng là gặp khó có thể chịu được sự tình phát sinh. Tự nhiên biết mình mấy cái lão hữu hoàn toàn luyện hóa lúc biểu lộ, hoàn toàn chính là cố nén biểu lộ, kiếm đạo lão tổ không khỏi nở nụ cười. Bất quá người bây giờ hẳn là có thể ức chế, dù sao tinh thần lực của người cũng là có thể hoàn toàn nắm giữ ở cỗ thân thể này, cũng là có thể không cần chịu được chuyện này. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, kiếm đạo lão tổ thất vọng từ lời nói. Ai, Thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Không có gì hay đáng tiếc đấy. Nhìn kiếm đạo lão tổ một bộ muốn cười lại cố nén bộ dạng, Diệp phân cười nhạt nói. Không bằng nói như vậy tốt nhất, bớt đến lúc đó làm trò cười, làm cho ngươi thấy được. Ai, ngươi tiểu tử này thật sự là không có gì hài hước cảm giác. Thở dài về sau, kiếm đạo lão tổ nhìn bốn phía của nộ phập phòng sóng lớn, nhưng lại ít thấy lộ ra nghiêm túc, không sóng không gió. Nguyên lai tưởng rằng, thứ này hẳn là liên quan đến tại nơi đây pháp tắc, nhưng là bây giờ xem ra, có chút vấn đề nữa. Hẳn là một đơn độc linh thú a, à, có thể có bậc này huy thế, chắc hẳn cũng chỉ có thể là cái kia thủy linh long rồi. Nhìn bị không chế thoải mái phập phồng đại dương mênh mông chi hải, Diệp Vân không có chút nào vô lễ, nhắm mắt yên tĩnh tức thời điểm, nhưng là thấy được tại đây trong hải dương thủy linh lực, đều là tại giúp nhau xa lánh, tuyệt không phải bình thường. Như vậy có thể bài trừ là pháp trận hiệu dụng rồi, có thể có lấy các loại, đợi tùy tâm sở dụng ý niệm thao túng cái này hải dương, chắc hẳn cái này thủy linh long phẩm cấp cũng có thể là ở cái này sâu sắc bên trong cực cao nhìn dưới thân tiếp tục cuồn cuộn sóng biển diệp vân không hề xoắn suýt có hay không muốn đi đem cái kia đầu sò gây nên bắt giữ mà là quay đầu phi thăng tại không trung nhìn kim linh nhi cùng kim an biểu lộ tò mò bộ dạng lúc nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu chẳng qua là nhìn kim linh nhi trên ngón giữa bắt an thủy linh mãng lúc cười nhạt nói bây giờ còn không có thời gian cùng cái kia thủy linh long giao thủ cùng một chỗ nếu như đã đến cái này tầng thứ tư rồi chắc hẳn cũng có thể đi nhìn một chút cái này cơ duyên chỗ rồi ân bất quá nơi đây giống như đều là trống rỗng đấy nếu như nói thật sự có bảo bối gì mà nói chẳng lẽ là trong nước sao nghi hoặc nhìn bốn phía kim linh nhi khó hiểu hỏi nếu là thời điểm này có thể gặp được gặp một gã nguyệt thần cung người thuận tiện rồi chuyện nơi đây ba người chúng ta đều là một mực không biết ở chỗ này tìm kiếm mà nói không giống kiếm châm kim an thời điểm này cũng là nhìn chung quanh cảnh sát không khỏi tràn ngập hiếu kỳ cái kia thủy linh long vì sao có thể tạo thành như thế uy thế hay vẫn là chớ để có lòng hiếu kỳ cái kia các loại đợi linh thú đã là vượt qua chúng ta suy tính nếu là thật sự đụng đến ta cũng chỉ là có thể là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà không quan tâm các ngươi biết được kim an đối với trong miệng mình thủy linh long sinh ra hứng thú bất quá diệp vân nhưng là một phen lời nói liền đem kim an trong lòng hứng thú quật ngã ngược lại làm cho người sau cầu nguyện không nên gặp phải bất quá tiền bối ngươi thật sự cũng đánh không lại cái kia thủy linh long sao? coi như là rất lợi hại, cái kia cũng có thể chẳng qua là nguyên anh cảnh linh thú A nghe bọn họ đều là đang nói tiền bối cảnh giới có thể là có thể tùy thời đột phá địa tiên cảnh, cùng cha ta cảnh giới đều không kém rất nhiều đây. kim linh nhi ngược lại là đối với diệp vân nói miễn cưỡng tự bảo vệ mình, mà cảm thấy bất mãn. dù sao diệp vân trong lòng của nàng hẳn là tại đây, tu di bảo tàng trong vô địch, làm sao sẽ được một con yêu thú bừa bãi đây? chỉ là muốn giống như mà thôi dù sao đây chính là chủ chiến trận nếu là thật sự cảm thấy bất khả tương nghị lời nói chắc hẳn ngươi thủy linh mãng cũng là tương đối quen thuộc yêu thú kia năng lực cười mắt nhìn kim linh nhi diệp vân nói tiểu thủy cũng biết sao chừng to mắt nhìn mình trên ngón giữa thường thường thăm dò đến dưới nước thủy linh mãng kim linh nhi kinh ngạc nói dù sao cũng đồng dạng là thuộc về khống chế xinh đẹp yêu thú chỉ bất quá người sau phẩm cấp muốn vượt xa ngươi thủy linh mãng mà thôi cười nhà cái này kim linh nhi diệp vân cười nói ta còn tưởng rằng Tiểu Thủy vốn là rất lợi hại đâu rồi, nguyên lai like hay vẫn là đánh không lại cái kia gọi là Thủy Linh Long đấy. Thất vọng nhắc tới yêu thú của mình, Kim Linh Nhi bất mãn nói. Thủy Linh Mãng bất mãn hướng về Kim Linh Nhi kháng nghị. Cái loại này quái vật vốn là không phải nó có thể tương đối đấy, cả hai vốn chính là không hề có thể so sánh tính. Hết lần này tới lần khác thiếu nữ cái gì cũng không biết hiểu, chính là cảm giác mình có thể cùng yêu thú so sánh với. Nếu để cho quái vật kia chú ý tới mình mà nói sợ cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy chối chết mình cũng là ở từng đã là tu di bảo tàng trong tầng thứ hai nhìn thấy qua một cái thủy linh long cái kia các loại đệ uy thế đã là xa xa vượt qua tưởng tượng chẳng qua là lặng lẽ nằm sấp tại hải xa lên không dám có chút động tác bất quá cũng may cái kia thủy linh long đối với chính mình không có gì hứng thú lúc này mới có thể chạy ra một mạng sau đó chính là một mực tu luyện rút cuộc vô duyên nhìn thấy thẳng đến đột phá đến nguyên anh cảnh thất trọng đụng phải diệt phần cái kia các loại đợi hung vật chính là phảng phất biến mất bình thường tuy có hình rồng nhưng làm dễ dàng sự tình rồi lại cố gắng hết sức tất cả đều là hung thần chi vật làm dễ dàng kia linh tính rồi lại là không có tại bực này hung vật thân trên nghiệm đến nửa phần phảng phất như là một cái hấp thu xinh đẹp hung thú bất quá diệp vân cũng là đối với bực này linh thú tràn đầy hứng thú tuy rằng nơi này là thủy linh long chiến trường nhưng trong cơ thể mình băng linh khí đồng dạng không kém càng là có thể mượn nhiều nguyệt hồn đem bầu trời đỉnh cái kia to lớn chi nguyệt trong không cách nào tưởng tượng nguyệt thần lực điều động tại trong cơ thể của mình đã đến lúc kia chắc hẳn cũng là sẽ không thua thủy linh long bây giờ lời nói cần phải tìm một cái chỗ để đặt chân mới được à nhìn hết giận giữ lấy sóng biển diệp vân cũng là nhìn ra phương này địa vực không có khả năng tồn tại cái gì hòn đảo coi như là đã từng có tại đây giống như vĩnh viễn không chừng mực cuồng loạn tàn phá xuống chắc hẳn cũng thì không cách nào tại giữ lại nếu như mặt biển không được cái kia chẳng lẽ lại là diệp vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đích cảnh đêm nhưng là tại đây ở trên phát hiện đủ loại chỗ sơ xuất không khỏi cười cười trách không được ta vẫn luôn tìm không thấy nguyên lai like là đem bảo tàng chi địa gì cứ đến nơi đây sao theo diệp vân ánh mắt nhìn đi bầu trời kim linh nhi cùng kim an nhưng là chỉ có thể nhìn đến cái kia nhìn quen mắt to lớn trinh nguyệt tại phát hiện cũng không có vấn đề gì lúc không khỏi hỏi tiền bối lời ngươi nói bảo tàng chi địa đó là ở địa phương nào nghe hai người nghi hoặc diệp vân cũng là lấy tay chỉ một cái phía trước đám mây màu trắng cười nhạt nói mỗi một đám mây xuống liền đều là có thể dừng chân địa phương bất quá tự xem các người hai người có hay không có thể thích ứng cái này linh khí mỏng manh địa phương nếu như sư huynh có thể thích ứng mà nói cái kia linh nhi cũng là không có gì không ổn lộ ra vui mừng dáng tươi cười nhìn về phía diệp vân chỉ hướng địa phương tuy rằng vẫn luôn chú ý tới đây là gặp phiêu động đám mây nhưng là thật không ngờ có người gặp đem bảo tàng nấp trong loại địa phương này kim linh nhi không khỏi có chút sợ hãi thán phục coi như là vận dụng pháp trận dùng để đem đám mây ngưng hình cũng có thể là số lượng đa dạng đến ra đầu tê dại pháp trận cùng ban đầu ở tầng thứ ba trong diệp vân nói đến dưới mặt đất khổng lồ pháp trận bình thường loại này số lượng pháp trận chắc hẳn trồng cộng lại cũng là sẽ không chút nào yếu hơn tầng thứ ba pháp tác trì trận cho là mình vật ngưng hình kia có khả năng đạt tới trình độ cũng không phải mình có khả năng tưởng tượng kim linh nhi cảm thán nhìn có thể làm được loại trình độ này đại tu sĩ trong mắt tràn đầy hâm mộ bực này tu sĩ có lẽ đã là đã vừa ra phàm nhân cảnh giới làm hẳn lại là càng thêm vĩ mô có thâm mưu trì giống như xem rồi sau đó động mới vừa rồi là bảy mưu nghĩ kế tại tâm phương thức tốt nhất có lẽ đã sớm lời tiên đoán diệp vân bọn hán sẽ đến lưu lại như thế trận pháp vừa nghĩ tới những cái kia đại tu sĩ đều là có thể làm được loại trình độ này thiếu nữ chính là ngăn không được tưởng tượng đứng lên sau này nếu là cũng có thể có thành tựu như thế chỉ sợ cũng là có thể vạn năm lưu danh linh nhi nếu là ngươi dụng tâm tu luyện lời nói, chỉ sợ còn có cái này, như vậy một tia cơ hội, có thể nếu là như vậy, không muốn phát triển chơi đùa mà nói, nhưng chỉ có một điểm cũng không có. Nhìn Kim Linh Nhi trong mắt hướng tới, Kim An chính là biết rõ thiếu nữ lại là tại trong ảo tưởng, không khỏi cười nói. Hừ, thật sự là chán ghét, Linh Nhi rõ ràng đều là rất cố gắng khắc khổ tu luyện, bất quá là các người cũng đều không hiểu mà thôi. Nhìn mình sư huynh nói như vậy lấy, Kim Linh Nhi bất mãn nói. Rời đi trước à? tìm đến một chỗ khí tức phát ra nồng đậm chi địa diệp vân mở ra không gian pháp tắc mang theo sau lưng kim an cùng kim linh nhi thuấn di rời khỏi quang ảnh lóe lên diệp vân chính là lập tức biến mất nguyên bản không trung chỗ hạc hạc miệng lớn thở phì phò kim linh nhi nhìn mình dưới thân một mảnh đại dương mênh mông trên trán có mồ hôi chảy xuống nơi đây linh lực mỏng manh trình độ đã ra ngoài ý định trong cơ thể linh lực trên phạm vi lớn tiêu hao vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một quả hạ phẩm tiên linh chi thạch hấp thu trong đó tiên linh khí. Đây mới là chậm rãi điều chỉnh tới đây. Bất quá cái này, cục hạ phẩm tiên linh chi thạch tuyệt sẽ không duy trì thời gian quá dài, trong nháy mắt cùng hô hấp đều tại tiêu hao tiên linh chi thạch trong linh khí. Kim An cũng đồng dạng không tốt qua, bị ép lấy ra một quả hạ phẩm tiên linh chi thạch dùng để hấp thu linh khí, dùng cái này đến bổ sung trong cơ thể mình thiếu hụt mất đích linh khí, nhìn dự phân chút nào khẽ biến bình thường sắc mặt lúc, Kim An cực kỳ khó nhọc nói, tiền bối, Người như thế nào một chút sự tình đều không có, hoàn cảnh nơi này hẳn là sâu sắc ức chế, rồi tu sĩ chúng ta mới đúng. Nghịch cảnh mà thôi, đem bản thân linh lực trực tiếp khống chế cho người không cách nào tiết ra ngoài, coi như là này thiên địa hoàn cảnh tại như thế nào biến hóa, cũng thì không cách nào nhiễu loạn lòng ta nửa phần. Nhìn Kim An cùng Kim Linh nhí nghĩ, còn muốn hỏi phương pháp của mình, Diệp Vân cũng là cười cười, bóp nát hai quả thượng phẩm tiên linh chi thạch, lập tức hai cỗ, giống như như nước suối thấu trượt lạnh bớt cảm giác liền thẩm thấu rồi kim linh nhi cùng diệp vân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra kim an cũng là hâm mộ nói tiền bối thật sự chính là lợi hại a vậy mà trực tiếp liền vì sư huynh của ta muội lãng phí hai quả thượng phẩm tiên linh chi thạch kim linh nhi cũng là một bộ đau lòng bộ dạng phải biết rằng một quả thượng phẩm tiên linh chi thạch đại giới cái kia nhưng chỉ có chọn vẹn giá trị 100 miếng hạ phẩm tiên linh chi thạch nếu là ở theo như trước kia mà nói cũng là mình cẩn thận từng ly từng tí sử dụng 3 năm lâu đẳng cấp cao linh thạch bất quá kim linh nhi trong ngực hiện tại cũng là có diệp vân cho mình mấy miếng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch coi như là tiểu phú bà bất quá cùng diệp vân vừa so sánh với mà nói tranh lệch không có cách nào khác diễn tả bằng ngôn từ diệp vân tại đây tu di bảo tàng trong kỳ ngộ đã là lớn đến không cách nào tưởng tượng đối với những thứ này tiểu đà tiểu nháo tiên linh chi thạch cũng là không thèm để ý chút nào mới có thể tiện tay tặng cho hơn nữa ngay cả hai người tên khí cũng là mua sắm sao tặng cho căn bản không coi là cái gì tắm to lớn chi nguyệt khí tức ở đằng kiên đồng đậm vô cùng nguyệt thần lực trước mặt diệp vân thở sâu cảm thấy được trong thân thể của mình quả nhiên là vẻ này tê dại cảm giác lại lần nữa tăng lên hiểu ý cười cười nói lão tổ có thể vận dụng linh hồn chi lực đem mây trắng địa vực kiểm tra một phen có chút không tốt lắm xử lý a à. cái chỗ này đều khắp nơi đều có trận pháp nếu là từng cái điều tra lời nói kia linh hồn chi lực hao tổn thật lớn coi như là linh hồn bồn nguyên cũng sẽ có lấy tiêu hao hết mạo hiểm kiếm đạo lão tổ hơi chút vận dụng linh hồn chi lực kiểm tra về sau chính là trong lòng nghi hoặc nói nơi đây đám mây mặc dù có pháp trận ngưng hình tác dụng nhưng cái này bảo vật trong đó ta rồi lại là không có phát hiện ngược lại cái này ánh trăng làm cho ta có điểm khó hiểu cái này tháng là xảy ra vấn đề gì à nhìn dường như liền ở trước mặt mình bên trên ánh trăng diệp phân nghi hoặc mở miệng nói khó mà nói a à, theo lý mà nói loại này trăng tròn thời gian nguyệt thần lực là cường thịnh nhất đấy. Nhưng ta thế nhưng là tại đây ánh trăng sau lưng vị trí. Phát hiện một vòng không chút nào thua kém cái này, ánh trăng mặt trời khí tức. Đó là một vòng phát ra khủng bố khí tức màu vàng thái dương, phảng phất là âm dương dung hợp giống như xuất hiện ở ánh trăng sau lưng. Chẳng qua là trong này vẫn có lấy một đạo thần bí không gian chấn động, nếu không phải là mình cẩn thận kiểm tra lời nói, chỉ sợ thật sự chính là không cách nào phát hiện. Nghe được kiếm đạo lão tổ mà nói, Diệp Vân cũng là cười cười, thản nhiên nói. Xem ra chỗ đó phải là tu di bảo tàng tầng thứ năm rồi, bất quá có thể ở cái này nhật nguyệt xã hội chỗ, chắc hẳn trong cơ thể ta nhật nguyệt xong hồn là một cái lời dẫn. Nếu là như vậy mà nói, cũng là có thể sớm đã xong. Bất quá có lẽ, hay vẫn là thiếu khuyết tầng này, tự nhiên cửu đại kiếp, cho nên người nếu là chuẩn bị trực tiếp đi mà nói, chỉ sợ cũng xem như dùng tất cả biện pháp cũng không cách nào tiến vào biết được diệp vân là chuẩn bị trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc xuyên qua tầng thứ năm không gian, kiếm đạo lão tổ cười nói, hay vẫn là an tâm cùng bọn họ cạnh tranh cái này tầng thứ tư bảo bối tốt rồi. đợi đến lúc tự nhiên cửu đại kiếp tại đây phương hướng không gian lúc bộc phát, chính là người đến tầng thứ năm thời điểm đã bao hàm tu di bảo tàng bên trong tất cả kiếp số khó trách có như thế uy năng, phảng phất là nhớ tới lúc ấy hủy diệt đại lục tạo thành một mảnh lại một phiến hư không cảnh tượng. diệp vân cười khổ nói, cũng đúng vậy a. À cái kia các loại uy lực đích thật là có chút không dám tưởng tượng bất quá có lẽ vẫn có biện pháp hạn chế đấy dù sao nó không có khả năng một mực như thế tồn tại xuống dưới kiếm đạo lão tổ cũng là biết rõ diệp vân ban khoăn cười nói chỉ sợ thứ này không cách nào bị hạn chế à nếu là tầng năm không gian toàn bộ xuất hiện những vật này mà nói vậy cho dù là ta chỉ sợ cũng phải tại một cái chớp mắt thân tử linh tiêu à nhớ tới hắc long cuốn trong quét cái kia tòa cự đại tiên linh thạch ngọn núi diệp vân liền có chút ít tức hận mặc dù mình hiện tại làm cho nắm giữ tiên linh chi thạch xác nhận vượt xa này tòa đỉnh núi nhưng nếu là có thể đem cái kia tiên linh chi thạch tạo thành ngọn núi cùng nhau đạt được diệp vân cũng là tuyệt sẽ không ngại nhiều đúng rồi như cơ hội này mà nói hay vẫn là đem nguyệt nhận lấy ra tốt rồi diệp vân ý niệm trong đầu khẽ động chính là trực tiếp đem nguyệt nhận tế ra tay cầm tại lưu ly li chui lên trong đó ôn hòa khí tức trong tay lưu truyền diệp vân cười nói cái này tuyệt phẩm tiên khí cảm giác rồi lại là cùng hỏa long tiên bất đồng cái này Nguyệt nhận, nhưng là khiến người ngoài ý cảm thụ thoải mái. hạc học, bất quá là trong cơ thể ngươi Nguyệt hồn tại đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Ngươi bây giờ, nếu là có thể có Nguyệt thần lực tu luyện công pháp, chỉ sợ cũng xem, như tu luyện muộn, cũng sẽ có rất cao thành tựu. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân trong tay Nguyệt nhận lúc, cười mở miệng nói. Cho nên bây giờ còn không nên cùng Nguyệt thần cung người sinh ra xung đột à. Cái kia luyện Nguyệt quyết chỉ sợ có thể bị biên độ tăng trưởng gấp hai thực lực coi như là ta muốn đối phó đứng lên hai người bọn họ cũng là sẽ có sinh tử nguy hiểm phảng phất có cảm giác diệp vân đang nhìn hướng to lớn chi nguyệt lúc nhưng là trong cơ thể nhật hồn đồng thời thấu triệt kinh mạch chậm rãi cải tạo tăng cường lấy quả nhiên là thú vị đầu vật nếu là có thể một mực như vậy cho ta tăng cường sớm muộn tại đây tu di bảo tàng trong tấn chức nguyên anh cảnh thử khẽ khẩu khí diệp vân trong tay nguyệt nhận tùy ý vung lên mấy đạo nguyệt mang chính là hiển hiện mà ra trực tiếp nhào vào ánh trăng chẳng qua là ở đằng kia xa cự ly xa phía dưới diệp phân chân khí thúc giục nguyệt mang cũng là tan hết hặc hặc có thể đạt tới loại trình độ này đã là vượt qua tưởng tượng của ta hoàn toàn chính xác không tệ trong tay xuất hiện không trệ thạch diệp phân trực tiếp liền mở ra nghịch thì chi trận khoái cảnh lập tức liền đem phương này không gian ảnh hưởng tại bản thân lên cái gọi là thời gian gia tốc chính là hiện ra tại nguyệt nhận phía trên mãnh liệt hơn nguyệt mang chính là như là bị cắn nốt bình thường xuyên vào nguyệt nhận bên trong Diệp Vân cũng vui vẻ ý nhìn thấy một màn này, đem ánh mắt tìm đến hướng xa xa, nhìn trước mắt làm cho xuất hiện không ít bóng dáng. Trong mắt có nghi hoặc, Nguyệt mang bắn ra chính là trực tiếp đem bên trong một đạo màu đen bóng dáng mổ ra, tại bóng dáng được vỡ vỡ thành hai mảnh lúc, một cỗ Nguyệt thần lực chính là rót vào rồi Nguyệt nhận bên trong. Hẳn là cùng hòa linh, băng linh không kém rất nhiều thứ, chẳng qua là ta còn tưởng rằng cái này Nguyệt linh hội có Nguyệt tinh rơi xuống, nhưng lại là tại sau khi chết đem cái kia nguyệt thần lực rót vào rồi, nguyệt nhận bên trong không có gì khác nhau. Mấu chốt nhất chính là Diệp Vân tuy rằng có thể cảm nhận được vẻ này được rót vào nguyệt thần lực chậm rãi mà đến, cũng không dám như vậy tùy tiện hấp thu, vạn nhất làm cho nguyệt nhận hấp thu quá nhiều lời nói, khó tránh khỏi có nghiền nát khả năng. Diệp Vân nhìn phía sau hai người, liền cười nhạt nói, hai người các ngươi cũng là có lẽ hảo hảo tôi luyện một phen, như thế liền đem những thứ này giao cho các ngươi nhìn ra kim an hiện tại cũng có thể có thể đưa thân vì là nguyên anh cảnh nhị trọng trung giai hiện tại làm cho khiếm khuyết liền đem bản thân linh lực cùng chân khí điều hòa cùng một chỗ cho nên sửa phân không chuẩn chuẩn bị ra tay làm cho hai người cùng người linh chiến đấu tôi luyện một phen kim an chính là trực tiếp tế ra thượng phẩm tiên khí chỉ thấy một đạo kim sắc sáng dọi trực tiếp đụng vào một đạo nguyệt linh phía trên nhưng ngay tại nguyệt linh hai tay được chặt đứt thời điểm nguyệt thần lực từ nguyệt trung bắn ra rót vào nguyệt linh trong cơ thể khôi phục như lúc ban đầu. Kim Linh Nhi một chuẩn bị tiếp cận một mình tác chiến, trực tiếp đem quấn tại trong tay mình Thủy Linh Mãng ném ra, chỉ thấy vốn chỉ là vừa vặn có thể quấn ở thiếu nữ ngón giữa lớn nhỏ Thủy Linh Mãng đột nhiên biến đổi, hàng lâm tại đám mây bên trên lúc thân thể đã so với thùng nước còn muốn vừa thô vừa to, phía sau đôi vỗ đám mây, hơi dậy một hồi gió mạnh, dù sao cũng có tiểu thủy, có thể trợ giúp người ta, này nhân ra hay là trước dùng tiền bối cho Linh Nhi tuyệt phẩm tiên khí thử một chút đem diệp vân đưa cho dao long kiếm xuất ra đang nhìn cái kia như dao xà giống như mảnh trường kiếm thân lúc nhưng là vận dụng chân khí toàn thân tuy rằng còn chưa nhận chủ nhưng cũng là có thể triển khai một điểm uy lực ầm ầm chuyện trong nháy mắt toàn bộ đám mây chính là trực tiếp bị cắt thành rồi hai nửa trong đó không tập trung giật uy lực cũng là làm cho kim linh nhi kinh ngạc không thôi đồng thời cảm nhận được một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác không khỏi có chút cảm thán đến những thứ này tuyệt phẩm tiên khí cần có chân khí cũng thật là hơn có chút quá mức nếu là một cá biệt nắm không tốt coi như là bị những thứ này tuyệt phẩm tiên khí trực tiếp hấp thành người khô chỉ sợ đều cũng có khả năng đấy vương nghĩ tới lại có loại chuyện này phát sinh kim linh nhi chính là vội vàng đem tay mình trong tuyệt phẩm tiên khí để vào trong túi chữ vật đồng thời nhìn kim an đang miễn cưỡng đối phó một đầu nguyệt linh lúc xem náo nhiệt giống như nhìn qua không có lựa chọn hỗ trợ hiện tại có thể là chân khí đều hết sạch nếu như tùy tiện trợ giúp kim an mà nói chỉ sợ kết quả cuối cùng hay là muốn kim an tới cứu trợ chính mình vừa vặn chính mình vị trí bên trên đã bị chết không sai biệt lắm ba bốn đầu nguyệt linh còn lại nguyệt linh cũng là đang nhìn đến động tác của mình về sau những cái kia bản năng cũng là để cho bọn họ không dám trêu chọc chính mình nếu như là loại này lời nói cái kia linh nhi cũng là có thể làm cho tiểu thủy đã trở về nhìn miệng lớn nuốt vào lấy nguyệt linh xinh đẹp mãng xà kim linh nhi chính là la lên tiểu thủy kết thúc công việc á đang nghe kim linh nhi không để cho mình tiếp tục nuốt vào những thứ này nguyệt linh lúc xinh đẹp mãng xà chỉ có thể u oán nhìn những thứ này xuất hiện ở trước mặt nguyệt linh sau đó chính là cực kỳ nghe lời đầu nhập vào kim linh nhi trong ngực chạy tại tay của thiếu nữ trên cánh tay đem chính mình đạt được một bộ phận nguyệt thần lực cho thiếu nữ sau đó chính là lời biếng nằm ở kim linh nhi trên đầu mê man qua cảm thụ được thân thể của mình bị nguyệt thần lực thoải mái kim linh nhi cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đang nhìn đến xinh đẹp mãng xà đã nhắm hai mắt lại đã ngủ, cũng là biết được nó hiện tại phải toàn lực luyện hóa trong cơ thể dư thừa nguyệt thần lực, cho nên cũng không quấy rầy nữa, mà tiến và thiếu nữ nguyệt thần lực đã bị xinh đẹp mãng xà luyện hóa, thiếu nữ chỉ cần hấp thu liền tốt. Nhìn thiếu nữ như vậy hời hợt liền giải quyết xong địch nhân kim an trong tay thượng phẩm tiên khí khí tức càng thêm cường thịnh một ít, huyện hóa thành mấy đạo tơ vàng chia tay xuyên thấu ra, đem trước mặt Nguyệt Linh đều tiêu diệt nhặt lên bọn hắn rơi xuống nguyệt tinh chính là ôm lấy nghi hoặc rót vào chân khí làm lúc cảm nhận được cái này cỗ nồng đậm nguyệt thần lực tiến vào thân thể của mình làm cho mang đến khí lực tăng cường lúc kim an mở hai mắt ra trong đôi mắt mang theo kinh hỉ loại này có thể tăng lên chính mình công thể năng lực có thể là xa xa so với hỏa linh băng linh những thứ này chỉ có thể một mình tăng lên cực cá biệt linh lực người mạnh mẽ lớn không ít công thể càng mạnh linh lực cùng chân khí chính là sẽ càng mạnh có thể nói cái này nguyệt thần lực nhìn như là tăng cường chỉ một công thể nhưng là toàn bộ phương diện vì chính mình gia tăng linh lực cùng chân khí sức chống đỡ cho nên mới phải là như thế hưng phấn bình thường nhật nguyệt chi lực thế nhưng là rất ít gặp đấy coi như là có cũng thật sự bị nguyệt thần cung người lũng đoạn mỗi một lọ đều là kinh người giá trên trời căn bản không phải hắn có thể suy tính nhưng mà bây giờ đang ở nơi đây rồi lại là có thể đạt được những thứ này ngày bình thường không tưởng tượng nổi đồ vật đây đối với kim an mà nói cũng là một cuộc thiên đại kỳ ngộ chỉ cần là đem những thứ này nguyệt linh tiếp tục chém giết liền là có thể lại lần nữa tăng cường chính mình công thể nguyệt thần cung người sao lạnh nhạt nhìn phía xa làm cho đi đến hơn mười đạo bóng người cùng nguyệt linh đồng dạng có nguyệt thần lực tự nhiên là ở phía xa diệp vân liền là có thể cảm nhận được nguyệt thần cung đầu lĩnh người nọ lại là trương ngạn hoa mang theo mấy chục thức nguyệt thần cung đệ tử xuất hiện ở diệp vân phía trước mười trượng bên ngoài diệp vân cũng là nhíu nhíu mày thản nhiên nói không biết trương ngạn hoa người đến chỗ của ta là phải làm những gì ta có lẽ còn chưa tới tầng thứ năm a à. sự tình có gì thường mà thôi tầng thứ năm không gian sắp cùng tầng thứ tư không gian hợp nhất cho nên ta cố ý đến nói cho ngươi biết một tiếng miễn cho đến lúc đó ngươi không biết bị cái kia tự nhiên cửu đại kiếp giết chết nhìn diệp vân lạnh nhạt nhìn quét chính mình lúc trương ngạn hoa lạnh lùng nói cuối cùng là đã bắt đầu à, gật đầu nhẹ cái này cùng kiếm đạo lão tổ cùng tự ngươi nói qua độc nhất vô nhị chết không được trong cơ thể, ngày hồn cũng có được gia tăng xu thế. Xem ra là tầng thứ năm mặt trời, sắp cùng cái này thái thanh lẫn nhau giao hòa rồi. Vậy ý ngươi làm cho tới nơi này, hẳn không phải là vì chuyện đơn giản như vậy à? Nhìn thoáng qua trương ngạn hoa, Diệp phân cười nhạt nói. 4. Tầng năm mấy sắp triệt để nát bấy ở chỗ này, cho nên chỉ có ta và ngươi cùng đỗ kiếm ngâm liên thủ, trực tiếp xông qua tầng thứ tư giới hạn, sau đó đến tầng thứ năm, cuối cùng chi địa đi, chắc hẳn có lẽ, có thể tại đây ngắn ngủi, trong khi thời cơ đạt được cái này hai tầng bảo vật trương ngạn hoa nhìn diệp vân lộ ra dáng tươi cười bộ dáng lạnh lùng nói cái kia cũng có thể diệp vân không có có lý do gì cự tuyệt chỉ cần là dựa vào lấy một người liên tục xông qua những thứ này trở ngại tự nhiên là không thể nào nhưng nếu là cùng những thứ này liên thủ cũng chưa chắc sẽ thất bại phàm là có một tia khả năng cũng muốn tranh thù ư thú vị vậy liền hỏi ngươi người cuối cùng vấn đề ngươi là như thế nào tìm được của ta diệp vân nhìn trương ngạn hoa hỏi ra bản thân nghi hoặc vấn đề. Tại trên người của ngươi có dấu ta nguyệt thần lực dấu hiệu, chẳng qua là tại ngươi không phát hiện thời điểm khác ấn đi lên, ngươi không có phát hiện cũng là bình thường. Nghe được Diệp Vân như vậy hỏi mình, Trương Ngạn Hoa thản nhiên nói. Có thể ở trên người ta khắc ấn dấu hiệu, cũng là không tệ, phung tay lên, trong cơ thể đốt cháy hỏa linh khí dù động trong người trong kinh mạch, Diệp Vân lạnh nhạt nhìn mình, hiện tại làm cho đối mặt hết thảy cũng là trong lòng một mảnh thản nhiên. Tuy rằng cùng những người này liên thủ có nguy cơ, nhưng mình bây giờ cũng là không có đường khác có thể rời đi, chỉ có cùng bọn họ trước liên thủ tại tầng thứ tư trên vị trí cưỡng ép dẫn phát tự nhiên kiều đại kiếp, mượn nhờ cái này uy lực cưỡng ép sông mở tầng thứ năm sắp hủy diệt không gian, sau đó từ trong này đạt được bảo vật. Quân Nhược Lan, Đỗ Kiếm Ngâm bọn hắn có đồng ý hay không việc này? Diệp Vân trong lòng có chút ít nghi hoặc, theo lý thuyết hai người kia hẳn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận lần này liên minh, có thể trương ngạn hoa nếu như có thể làm ra mười chuyện của mình, chắc hẳn cũng vấn đề giải quyết xong nát bấy rồi trương ngạn hoa tại trên thân thể mình khắc ấn nguyệt thần ấn ký về sau diệp vân hỏi nếu là bọn họ hai cái không đồng ý ta và ngươi đồng ý cũng là vô dụng đấy yên tâm đi bọn hắn nhất định sẽ đồng ý điểm ấy ngươi không cần cân nhắc mắt nhìn diệp vân trương ngạn hoa nói hai người bọn họ cũng là rất muốn lấy được cái này tu di bảo tàng bốn tầng năm bảo vật cho nên coi như là cùng ngươi có cửu oán cũng tất nhiên sẽ tạm thời buông thì ra là thế diệp vân gật đầu nhẹ nhưng trong lòng thì tối cười rộ lên mình cùng quân nhược lan một ít nhỏ đụng chạm mà thôi cùng cái kia đỗ kiếm ngâm mới là có thể sinh từ chi thủ bất quá người sau tại tầng thứ ba bị chính mình hung hăng giáo huấn một trận có lẽ tâm tính đã có biến hóa nói cách khác nếu là không có tầng thứ ba trận chiến ấy hắn khẳng định còn cảm thấy tu vi vô địch không chịu liên thủ đang là vì đã có cái này thất bại lần trước phương hướng mới có thể cho hắn biết như thế nào tôn trọng cũng có thể làm cho hắn hiểu được chỉ cần là chính mình nguyện ý trong thời gian ngắn liền có thể lấy được tính mạng của hắn bất quá chính mình hao tổn đồng dạng cũng sẽ rất lớn huống hồ cái kỳ ý cảnh cũng là tại tử ảnh thần kiếm dưới sự trợ giúp mới nhận thức cũng không thể đủ tùy thời bắt đầu dùng đã như vậy mà nói vậy liền đi thôi diệp vân cũng là quay đầu mắt nhìn sau lưng hai người riêng phần mình giao cho rồi ba đạo phù lục về sau cười nhạt nói nếu là có người đến ức hiếp lời của các ngươi liền đem cái này phù lục dùng chân khí mở ra chỉ cần không phải vượt qua nguyên anh cảnh người cái này ngưng tụ tà kiếm khí linh phủ liền có thể một lát lấy tính mệnh của hắn tiền bối lại muốn rời đi sao kim linh nhi lộ ra thương tâm biểu lộ miễn cưỡng cười nói cái kia tiền bối cần phải nhớ linh nhi nha bằng không thì linh nhi suy nghĩ nghĩ tiền bối thời điểm nhưng là sẽ rất thương tâm đấy đó là tự nhiên người yên tâm đi diệp vân gật đầu nhẹ dặn dò bọn hắn một phen phải như thế nào bảo vệ tốt bản thân đi theo mặc dù là không gian pháp tắc vận dụng trực tiếp cùng bên cạnh nguyệt thần cung cả đám ly khai chỉ để lại Kim An cùng Kim Linh Nhi tại đây đám mây phía trên rèn luyện. Linh Nhi, không có sao chứ, Kim An lo lắng nhìn sư muội của mình, dùng hắn đối với sư muội rất hiểu rõ tự nhiên đó có thể thấy được nàng đối với Diệp Vân trong lòng không muốn, bất quá đã có qua mấy lần chia tay, cũng không sao cả rồi. Ai nha, xem ra phải nhiều hơn cố gắng tu luyện thế này, thiếu nữ một lần nữa mở hai mắt ra, cái kia đối với mắt đen bên trên truyền lại đến kiên định cũng là làm cho Kim An ngừng lại. Một trận, Kim Linh, Nhi có thể có bực này biểu hiện, hoàn toàn chính xác hẳn là quy công tại Diệp Vân. Nếu như có ngày Diệp Vân tìm tìm bọn hắn hỗ trợ, cái kia mặc dù là thập tử vô sinh, hắn cũng tất nhiên sẽ lựa chọn trợ giúp. Hai người đứng ở đám mây, nhìn Nguyệt Linh, trong mắt tình mang mãnh liệt bắn, tu vi tăng lên lửa xém lông mày. Trương Ngạn Hoa, nếu là bị cuốn vào cái này, tự nhiên cửu đại kiếp ở bên trong, lại có như thế nào sự tình phát sinh, tại đem Trương Ngạn Hoa đưa đến theo như lời qua tọa độ, Diệp Vân cười hỏi trừ phi ngươi ngưng tụ ra nguyên anh nếu không cũng hẳn là sẽ trọng thương à trương ngạn hoa cười nhạt nói à ngươi xem ra cảnh giới của ta rồi hả diệp vân dừng thoáng một phát nói hẳn là quân nhược la nữ nhân kia nói cho ngươi à đúng vậy à tại ta nghe được cảnh giới của ngươi về sau thật đúng là lại càng hoảng sợ dùng ngươi kim đan cảnh thực lực vậy mà có thể làm được loại trình độ này nếu là chờ ngươi đã đến ta loại cảnh giới này ta chỉ sợ sẽ bị ngươi lập tức giết chết à mình cùng diệp vân cũng là không có gì đại thù mà hắn cần chính là một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Chờ đến Diệp Vân Tu Vi đột phá đã đến nguyên anh cảnh về sau, trừ phi mình tấn thăng làm địa tiên cảnh, chỉ sợ liền thật sự không bao giờ nữa là Diệp Vân đối thủ. Cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ đấy, lại muốn đi dùng tự nhiên cửu đại kiếp đến phá vỡ tầng thứ năm, sắp phong bế không gian, đang cùng trương ngạn hoa trong lúc nói chuyện với nhau, coi như là đã biết người, sau mọi hiểm ý tưởng, Diệp Vân không khỏi bất đắc dĩ nói. Nếu là không có đại dũng khí mà nói, lại làm sao có thể đạt được tốt chỗ trương ngạn hoa lộ ra dáng tươi cười mình cùng cái này diệp vân hiện tại ngược lại là quan hệ không tệ bất quá nếu là thật sự đang giao thủ mà nói cái kia mình cũng sẽ không lưu thủ đúng rồi ngươi làm cho đỗ kiếm ngâm cùng quân nhược lan tại một khối đấy sao coi như là cảm nhận được cái gì diệp vân nghi vấn nói hai người bọn họ nói có cái gì việc tư phải giải quyết như thế nào ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì không nghe diệp vân mà nói trương ngạn hoa gật đầu nói ta dù sao là cảm nhận được sát ý nhún vai phía trước đã cảm thụ lớn hơn hai cỗ mãnh liệt chấn động trong đó kiếm đạo ý chí của nguyệt thần lực bắt đầu từ trên người hai người này phát ra ầm ầm phảng phất là tại xác minh diệp vân dự đoán một đạo từ đằng xa mà đến nổ vang vang lên chính là liên tiếp không ngừng giao kích thanh âm diệp vân nhìn về phía trước hai đạo không ngừng tiếp cận lại tách ra bóng đen trong tay dáng sừng sững xuất hiện một cái bị màu đỏ hòa diễm bao phủ trường tiên sau lưng cũng là lập tức hiện hiện biển lửa dị tượng cảm nhận được diệp vân linh lực hai đạo bóng đen riêng phần mình đều là lạnh lùng vô cùng giúp nhau nhìn chăm chú rồi đối phương vài lần về sau chính là buông lòng tay không tại ở đối phương dây dưa đánh nhau nếu là có cơ hội các người đánh tiếp cái đủ hiện tại chủ yếu nhất sự tình nhưng là phải đi đầu dẫn phát tự nhiên cừu đại kiếp đi vào bên cạnh hai người diệp vân tức giận nói ta và người ở giữa thủ chính là chờ một chút lại tính tốt rồi nhìn diệp vân đi vào bên cạnh mình đỗ kiếm ngâm lạnh lùng nói nếu là người cố ý chịu chết mà nói khó không thể nguyệt nhận chấp trường trong tay giống như là có thêm vô hạn nguyệt thần lực ngưng tụ trong lúc giật mình chính là tại diệp vân sau đầu có một vòng mãn nguyệt chi chuyện này kết sau các người lại đi chém giết dẫn phát tự nhiên cửu đại kiếp tự nhiên không phải là đơn giản như vậy ta đã làm cho nguyệt thần cung đệ tử đem cái này tầng thứ tư bảo vật chi địa tìm kiếm được nếu như không có thời gian đạt được cái kia liền trực tiếp phá hủy trương ngạn hoa lạnh lùng nhìn diệp vân cùng đỗ kiếm ngâm hờ hững nói ta tự nhiên là không dị nghị bất quá ngươi thật sự có nắm chắc đem nát đấy sao biện pháp này cũng là muốn đã đến bất quá đơn đơn trích là của mình chiến lược mà nói rồi lại là có chút không có khả năng nhưng hôm nay nhưng là làm cho ba người này trợ giúp lời của mình nhưng là chưa hẳn không thể rồi ta chỗ này tự nhiên là có được biện pháp bất quá vẫn là phải xem các người ứng với nên làm như thế nào rồi trương ngạn hoa chỉ chỉ riêng phần mình tiên khí cười nhạt nói đem chúng ta tuyệt phẩm tiên khí tự bạo dùng cái này cỗ sức bật nghiền nát cái kia nguyệt cảnh không có vấn đề gì à diệp vân mắt nhìn sắc mặt khó chịu đỗ kiếm ngâm cười nói có phải hay không muốn nói cho ta người một kiện tuyệt phẩm tiên khí đều không có hư tuyệt phẩm tiên khí ta vẫn có một kiện đấy từ trong lòng cầm ra một quả màu vàng trủy thủ ở trên phát ra tiên linh khí cũng là đạt đến tuyệt phẩm tiên khí liệt kê đỗ kiếm ngâm lạnh lùng nói vậy là tốt rồi lộ ra vui vẻ diệp vân trong tay cầm chặt nguyệt nhận tế ra cười nhạt nói ta đây liền đem cái này tuyệt phẩm tiên khí lấy ra, dùng nó phẩm cấp, đã đủ rồi. Đã như vậy, vậy liền chính thức bắt đầu đi, nhìn trên biển bốc lên sóng dữ, trong đó khổng lồ mãn nguyệt, nhưng là hoàn mỹ sao chép, ở trong đó, Diệp Vân tâm thần khẽ động, trong tay nguyệt nhận từ lưu ly trên chuôi kiếm liền bắt đầu vỡ vụn đứng lên, trong đó ngập trời nguyệt thần lực tại Diệp Vân bàn tay ngưng tụ. Nhìn bên cạnh ba người cũng riêng phần mình đều chuẩn bị cho tốt, Diệp Vân trong mắt, có vui vẻ, cười nhạt nói, đã như vậy, các vị, tất cả bằng bồn sự a à. lời nói rơi xuống một thanh dài mười trượng hoàn toàn do nguyệt thần lực ngưng tụ nguyệt nhận dường như cải tạo bình thường bộc phát lấy động trời uy thế trực tiếp nhảy vào mặt biển trong mãn nguyệt trong trong khoảnh khắc đó diệp vân sau lưng những người khác cũng là riêng phần mình đem tuyệt phẩm tiên khí bóp nát mượn nhờ cái kia uy thế cưỡng ép đánh vào rồi đáy biển ầm ầm lan lộn động trời cột nước ở đằng kia cột nước bộc phát không tập trung rượu khổng lồ linh lực lúc diệp vân cũng là đem ánh mắt chuyển di ở bên cạnh lần lượt xuất hiện nguyên anh cảnh tu sĩ không gian pháp tắc chính là trực tiếp vận dụng tại thiên địa biến sắc chi tế thân ảnh biến mất nhìn diệp vân ly khai ba người cũng là riêng phần mình đều có chuẩn bị bộc phát ra linh lực trực tiếp đem tất cả chạy đến vây công ở bọn họ nguyên anh cảnh tu sĩ bức bách ly khai lập tức hóa thành cầu vồng gào thét lên chạy tới cái kia tràn ra trong không gian kiếm đạo lão tổ nơi đây chính là tầng thứ năm sao đám chìm lấy trói mắt ánh nắng diệp vân thân thể cũng là tại gia tốc phát sinh cải biến tại nhìn về phía trước như là vỡ đá giống như bày đặt tiên khí lúc thần thức kiểm tra xuống chính là phát hiện hoàn toàn đều là tuyệt phẩm tiên khí liệt kê mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí đều là bày đặt tại trước mắt mình dường như cũng là đã biết không gian này sắp nát bấy cũng là không có bắt bẻ thời gian diệp vân thậm chí đều không cần ý niệm điều khiển chính là một ý thức đánh về phía diệp vân lưu lại chậm rãi chạy tới người đỗ kiếm ngâm đỏ mắt nhìn mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí đều bị diệp vân lấy đi tự nhiên là không cam lòng sử dụng kiếm quang cản trở. Có chút nguy hiểm, Diệp Vân bốn phía bị ba người cản trở rồi đường đi, không khỏi cười nói. Như thế nào, cái này là chuẩn bị cưỡng ép bước hiếp ta hay sao? Người cầm đồ vật, nhiều lắm, từ cảm nhận được Diệp Vân trong cơ thể nhật nguyệt song hồn bắt đầu, quân nhược lan chính là đã biết người sau đã là đem tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, tầng thứ ba bảo vật đều cầm trong tay, ngoại trừ tầng thứ tư bị bọn hắn phá hư, ngay cả tầng thứ năm nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí, cũng là đã rơi vào trong tay của hắn. Nhiều lời không giống, trực tiếp khai chiến đi, cũng lười lại cùng ba người này lãng phí thời gian, Diệp Vân sau lưng khắp nơi thiên hòa hải đốt cháy ra, mượn nhờ sau lưng đại nhật chi uy, khí thế của nó càng là lại lần nữa tăng thêm mấy thành. Nguyệt ma trưởng, vạn kiếm kiếp, nguyệt thần toái đạo quyền, ba người tế xa đạo thuật, hoàn toàn đều là bổn mạng nhất tu luyện công pháp, công hướng Diệp Vân. Diệp Vân cũng biết hiện tại cơ hội không sai biệt lắm, trong tay hậu thổ chi tinh trực tiếp nhét vào trong cơ thể một cỗ tràn đầy chân khí tức thì bộc phát nguyên anh cảnh giới cuối cùng là có thể tấn chức rồi làm như trong ngực ý nghĩ mình làm bao nhiêu chuẩn bị nhìn ba người này đều là ở trước mặt mình đình trệ bộ dạng diệp vân trong tay không trệ thạch tại chậm rãi dạn nứt lấy ở trên giày đặc vỡ vết tích càng thêm đa dạng diệp vân trong cơ thể tôi tiên tâm pháp toàn lực vận chuyển xuống một cỗ cuồn cuộn chi uy tại diệp vân trong đan điền bắt đầu khởi động cờ làm Lúc Diệp Vân nghe được chính mình trong đan điền kim đan suốt cuộc vỡ vụn thời điểm, sắc mặt bình thường, tựa hồ chuyện này, vốn chính là có lẽ như thế, mình làm nhiều như vậy chuẩn bị, làm sao có thể sẽ ở thời điểm này thất bại. Sau một khắc, tại Diệp Vân trực tiếp dùng không trệ thạch cầm giữ toàn bộ tu di bảo tàng không gian, thứ bảy hơi thở chấm dứt, Diệp Vân trong tay không trệ thạch liền, hóa thành linh khí tiêu tán ở không trung, mà Diệp Vân chính diện hướng lấy lấy đi vào trước mặt mình ba đạo tiên thuật ba đạo tiên thuật trực tiếp đánh vào diệp phân trên người rõ ràng chẳng qua là làm cho hắn lui nửa bước diệp phân lợi dụng trong lực lượng của ba người cộng thêm lúc trước chuẩn bị một lần hành động trùng kích đã đến nguyên anh cảnh đem chân khí tan ra khục khục diệp Vân khóe miệng tràn máu ngẩng đầu nhìn ba người gần nhất lộ ra mỉm cười tuy rằng không biết ngươi là như thế nào đột nhiên tấn thăng làm nguyên anh cảnh đấy nhưng ngươi bây giờ thương thế tại cùng chúng ta động thủ không khỏi có chút quá ngu xuẩn rồi Quân Nhược Lan lạnh lùng nhìn Diệp Vân, nhưng ở Diệp Vân lộ ra nụ cười trong tích tắc, phảng phất là nghĩ tới điều gì, tại lại lần nữa dùng nguyệt ma trưởng ngăn cản người sau lúc, nhưng là đã đã chậm. Khô Mộc lại gặp Xuân, trực tiếp hiến tế, rồi sinh mệnh tinh phách, Diệp Vân thương thế bên trong cơ thể liền tại lập tức khôi phục. Cùng lúc đó, trong cơ thể lôi linh khí cũng là như chính thức thiên lôi giống như bộc phát tại Diệp Vân bản thân. Lôi Vân Điện quang kiếm đệ tứ trọng lôi thần chi kiếm. Tại Diệp Vân đạt đến Nguyên Anh về sau, chính là đã đầy đủ đem lôi vân điện quang kiếm đệ tứ trọng diện hóa xuất không có gì ngưng hình diệp phân bên ngoài cơ thể tràn đầy lôi linh khí chính là trực tiếp hóa thành lôi đình thiên kiếm lôi đình văng khắp nơi làm như phải chém giết tất cả ngăn cản ở trước mặt mình sự vật không bằng cùng chết a à. thiên kiếm có làm cho người khiếp sợ sát ý nhìn cái kia ẩn chứa khủng bố lôi linh đại kiếm ba người cũng là sắc mặt khó chịu nổi biết được hiện tại nếu là lại không ly khai chính là sẽ bị bây giờ diệp vân cho cùng nhau giết chết ở chỗ này nếu như không người đến ngăn, ta đây liền rời đi trước, vốn chính là hồi quang phản chiếu bộ dạng, coi như là sinh mệnh tinh phách cũng không có khả năng nhanh như vậy đem thương thế khôi phục. Diệp Vân cưỡng ép đem lôi vân điện quang kiếm đệ tứ trọng triển khai lúc liền, đã có thương thế tăng thêm dấu hiệu. Nhìn xuất hiện ở tu di bảo tàng tầng thứ năm về sau màu trắng quang bích, Diệp Vân dùng lôi đình cực nhanh thi triển thân pháp vọt vào, tại lướt qua quang bích lúc, sau lưng ba người cũng là cố nén không cam lòng, trực tiếp đi khai. Bây giờ, nơi đây nếu là lại không đi ra lời nói chỉ sợ thật sự sẽ bị bắt đầu tự nhiên cửu đại kiếp cho cùng nhau nát bấy giật mình một giấc chiêm bao tại diệp vân thân ảnh hiện hiện tại quang bích bên ngoài không gian lúc kia nhìn quen mắt cảnh sắc nhưng là chưa từng biến hóa cuối cùng là đi ra à thở phào một cái diệp vân cười nhạt nhìn về phía cảnh sắc chung quanh bây giờ thân thể còn cần chữa thương cho nên cũng không có thể ở chỗ này dừng lại thêm nhưng trước mắt cổ thụ lâm rồi lại là có chút khiến người ngoài ý có thể buông lòng Diệp Vân, người làm như vậy thế, nhưng là đối với người không có chỗ tốt đấy. Cái kia trương ngạn hoa có thể liên tục đột phá hai trọng cảnh giới đã tính toán bên trên là cường đại. Ngươi bây giờ liền là chuẩn bị tại đây mới vào nguyên anh cảnh liên tục đột phá, có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi. Ảo trận xếp đặt ra, kiếm đạo lão tổ hiểu rõ, rồi Diệp Vân ý tưởng, không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó liền là có ngăn cản Diệp Vân vận dụng bốn vạn miếng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cưỡng ép trùng cảnh, như thế nhanh chóng liên tục lướt qua tứ trọng đạt tới nguyên anh cảnh tứ trọng cũng là có chút khó tin còn có thể uy hiếp được căn cơ tứ trọng cũng là diệp vân cho cực hạn của mình hiện tại thân thể của hắn vốn chính là bị hậu thổ chi tinh cùng nhật nguyệt song hồn gia trì bên người chân khí cũng là đạt đến trọn vẹn trình độ nếu là đã đến loại trình độ này vẫn không thể đột phá vậy liền cũng là lúc sau cũng sẽ khó khăn vô cùng nếu như ta đã đạt đến nguyên anh cảnh vậy liền không cần nhiều lời rồi khẽ thở dài diệp vân cũng là đã làm xong chuẩn bị tâm lý nếu là vượt qua ải con đường này không được mình cũng là chỉ có thể đem trong cơ thể nhiều đến mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí cưỡng ép nát bấy, dùng trong đài tiên đạo pháp tắc đến trúc cơ chính mình công thể. Tôi tiên tâm pháp hoàn toàn chính xác thần kỳ, nhưng mà Diệp Vân giờ phút này trên người rất nhiều bảo vật, nhật nguyệt chi lực, hỏa linh khí, băng linh khí, lôi linh khí, cộng thêm kiếm ý, không gian pháp tắc, còn có mấy trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí. Cộng thêm những thiên tài địa ỏ kia, đặc biệt là hắn đã nhận được một đạo bí pháp, nếu như lợi dụng tiểu hấp tinh quyết đem bên trong một ít bảo vật nát bấy sau hấp thu luyện hóa chỉ cần có thể đối phó được chính là đến nguyên anh cảnh thất trọng đều có rất lớn khả năng chẳng qua là duy nhất một lần đem tất cả tích góp thiếu chút nữa đều tiêu hao hết dù là diệp vân có vô số tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng sẽ đau lòng không thôi khục khục diệp vân cười khổ kiểm tra thương thế bên trong cơ thể nghênh đón rồi ba người kia tiên pháp cũng là có chút ít khó chịu nếu không phải dùng tiên ma chi tâm hóa giải đại bộ phận trùng kích chỉ sợ cũng tính là thân thể của mình đã đến nguyên anh cảnh cũng không có thể thừa nhận sinh mệnh tinh phách dùng hết rồi bây giờ hậu thổ chi tinh cũng là đang không ngừng trôi qua không trệ thạch tại vừa rồi đột phá nguyên anh cảnh lúc cũng là dùng để đình trệ tu di không gian hôm nay ta đây chẳng qua là không có tên linh chi thạch diệp vân than nhỏ cả đời nếu để cho quân nhược lan ba người biết rõ diệp vân được lớn như vậy tiện nghi còn ở nơi này khoe mã lúc chỉ sợ hận không thể lập tức giết hắn đi vừa rồi lôi vân điện quang kiếm thiếu chút nữa làm cho ta tan vỡ nếu là đạt đến đệ ngũ trọng lôi thần lâm thế mà nói không biết sẽ có bao nhiêu hậu quả cái này chính là diệp vân vì sao phải chính mình phải đến nguyên anh cảnh nguyên nhân bởi vì chỉ có đã đến nguyên anh cảnh mới có thể thừa nhận được lôi vân điện quang kiếm cuối cùng hai chiêu thân hóa lôi đình lôi linh tụ tập khống chế thiên hạ lôi đình cho mình dùng đây mới là một chiêu cuối cùng lôi thần lâm thế à trong lòng yên lặng vận hành tôi tiên tâm pháp phương pháp tu luyện diệp vân cũng là không tự giác cảm thán đứng lên Lôi Vân Điện Quang Kiếm Phương Pháp Tu Luyện vẫn còn có chút quá mạnh mẽ. Được rồi, hay vẫn là tận lực trước cẩn thận một chút à? Nếu là trực tiếp nát bấy vạn miếng trở lên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một số người chú ý. Diệp Vân bên người lóe ra mấy vạn miếng quang điểm, những thứ này đều là kiếm đạo lão tổ dùng linh hồn chi lực cưỡng ép khống chế được tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, chỉ cần là chính mình một khi chữa trị xong công thể, liền tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, thật sự không cân nhắc một chút không? nhìn thoáng qua quả quyết diệp vân kiếm đạo lão tổ thở dài về sau nói hắn thật sự không đề cử diệp vân như thế một khi đi thật con đường này như vậy chính là dùng mạng đánh đấm thành công còn dễ nói nhưng cái này nếu là thất bại coi như là cố tình ngăn cản cũng là nghịch chuyển không được công thể trọng tổn hại thậm chí thân tử linh tiêu kết cục kiếm đạo lão tổ có chút không hiểu vì cái gì diệp vân trong lúc đó như thế cấp tiến bất quá diệp vân không nói hắn cũng không hỏi làm tốt bảo hộ là được lời nói thêm càng thừa thãi hay vẫn là ở lại về sau tại nói với ta hiện tại cho ta vỡ biết rõ kiếm đạo lão tổ là tại lo lắng cho mình nhưng diệp vân nhưng là không thèm để ý chút nào nếu là liền cái này chút dũng khí đều không có thì như thế nào có thể du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh cái gọi là tu hành cần phải dùng tính mạng đến tranh giành a à? diệp vân chung quanh mấy vạn quang điểm trong chốc lát hóa thành trong trời đất linh khí bao vây diệp vân diệp vân trực tiếp mở ra tôi tiên tâm pháp tu luyện tiên linh khí tung hoành tại ảo trận bên trong nồng đặc đến dường như có thể huyễn hóa thành chất lòng giọt diệp vân một người một mình ngồi đang ở cái này có thể so với đỉnh cấp chỗ tu luyện hôm nay thời gian đã sẽ không đợi chờ mình hậu thổ chi tinh đã tiêu tán nhật nguyệt xong hồn cũng là đã đến biên độ tăng trưởng phần cuối chỉ cần kiên trì một hồi chính là sẽ triệt để tan vỡ hiện tại lui ra ngoài lão tổ ta có thể bảo vệ ngươi không việc gì kiếm đạo lão tổ tất cả lo lắng Diệp Vân bây giờ trạng thái coi như là chính mình cưỡng ép tham gia cũng là không có, rồi biện pháp. Chỉ có thể là tự hành từ tôi tiên tâm pháp tấn chức cảnh giới thoát khỏi. Như vậy mới có thể gián đoạn Diệp Vân cùng những thứ này tên linh khí liền hệ, miễn cho bởi vì vô cùng cường lực hấp thu mà thân thể thừa nhận không được. Không sao, cũng đã đến đây rồi, tuyệt đối phải hợp lại thoáng một phát, hai con người ẩn hiện lôi đỉnh ấn ký. Đợi cho kiếm đạo lão tổ nhìn lại lúc, Diệp Vân giờ phút này dùng thân hóa thiên kiếm, một lần nữa huyễn hóa thành nhân hình, ở đằng kia không ngừng cải tạo bên trong diệp vân sau lưng xuất hiện một đạo ba trượng hình người linh hồn nhắm mắt thời điểm dường như chung quanh lôi đình đều lâm và trầm tĩnh đợi cho mở ra thời điểm diệp vân trong cơ thể lôi linh khí trực tiếp nổ lên giống như lao ra diệp vân trong cơ thể ngưng tụ ở sau lưng hình người trong linh hồn lôi hỏa bao trùm diệp vân một người độc thân tại đây phương hướng lôi kiếp thế giới bên trong lại nhìn hướng bên người cái kia đặt chân đỉnh núi cực lớn lôi thân lúc tuy rằng thấy không rõ người sau đầu lâu nhưng từ cái kia không gì sánh kịp lôi linh khí ở bên trong diệp vân chính là biết được người sau đáng sợ chỉ sợ chỉ cần khẽ động chính là sẽ đem cái này lôi đỉnh thế giới chôn vùi diệp vân cũng không có được lôi vân điện quang kiếm thức thứ năm nhưng mà nghe kiếm đạo lão tổ nói lên về sau hắn cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra một chiêu cuối cùng cũng không có kỹ càng vận chuyển phương pháp chẳng qua là phải lôi đình rèn luyện thân thể ngừng tụ thiên địa lôi đình chi ý hóa thân lôi thần về phần có thể hay không gánh vác được lôi đình tôi thể, cái kia chính là mặt khác sự tình rồi. Lôi vân điện quang kiếm lôi thần lâm thế. Đợi cho Diệp Vân cùng người đứng phía sau hình linh hồn cùng chung mở hai mắt ra thời điểm, một cổ kinh khủng đến cực điểm lôi đình ánh sáng phóng lên trời, một cái lôi long cuồn cuộn quấy, nguyên bản mây trắng hóa thành mây đen, ngày loạn thời điểm giống như là có thêm một đôi bàn tay vô hình xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng giống như phá tan thiên địa, Diệp Vân bên người nguyên bản nồng đậm đến sền sệt tiên linh khí, cũng là tại thời khắc này toàn bộ biến thành hư vô như đều là kiếp số mà nói không bằng làm cho một mình ta tới đây gánh chịu tại diệp vân nghĩ muốn mạnh mẽ thi triển lôi vân điện quang kiếm chiêu thứ năm thời điểm cuồn cuộn lôi vân trong giống như là có thêm nào đó tồn tại cực kỳ giận dữ nhất là nhìn thấy diệp vân lạnh lùng như vậy bộ dạng sấm rèn vang lên như ba nghìn sấm sét bị phá vỡ cửu trọng khuyết mặc dù là kiếm đạo lão tổ tại này cũng cuồn cuộn lôi uy trước mặt cũng trong lòng sợ run bằng cảnh giới của hắn nhìn ra được cái kia lôi vân bên trong chỉ có lấy một cái dùng thiên địa lôi Đi ngưng tụ thành tay theo hắn màu lam phủ văn nhìn lên xuyên qua vô số lôi đỉnh pháp tác hoàn mỹ tựa hồ chính là vì là nó mà ra đời diệp vân tự nhiên cũng là nhìn thấy trong khoảnh khắc đó diệp vân trực tiếp chặt đứt rồi mình cùng người sau kết nối cái kia lôi vân bên trong không biết cũng là tại lúc này tiêu tan xuống ngay sau đó diệp vân bên cạnh xuất hiện trên trăm kiện tuyệt phẩm tiên khí còn có vô số thiên tài địa bảo theo lôi linh tôi thể thành công hắn lợi dụng lôi đình chi lực thuận thế đem những thứ này tới phẩm thiên khí cùng thiên tài địa bảo đều nát bấy tiểu hấp tinh quyết điên cuồng hấp thu đem những thứ này linh khí hấp thu nhập vào cơ thể vô cùng đau đớn trong người lưu truyền chính là dùng diệp phân linh hồn sức chống đỡ đều chống đỡ không nổi bất quá trải qua lôi đình tôi thể thân thể rồi lại cường hãn rất nhiều rõ ràng cứng rắn tiếp nhận được rồi tràn đầy linh khí da thịt dạn nứt kinh mạch đứt đoạn cờ bắp rái rách cốt cách nát bấy sau đó lại tại linh khí trong khôi phục, mỗi một lần khôi phục đều mạnh mẽ ra một phần. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân chỉ cảm thấy đau đớn chậm rãi tản đi, ý thức một lần nữa, có thể hoàn toàn khống chế thân thể, hắn thật dài thở ra khẩu khí, khóe miệng lộ ra vui vẻ. Trong cổ lâm, Diệp Vân đang khoanh chân yên tĩnh đang nằm chậm rãi khôi phục hao tổn linh lực, vừa rồi đã bị trùng kích, thật sự là có chút vô cùng hao tổn linh lực, tôi tiên tâm pháp nuốt nạp lấy linh khí chung quanh diệp vân theo cái này cỗ luật động mà chậm rãi thổ nạp lấy tiên linh chi thạch nát bấy sau làm cho mang đến nồng đậm tiên linh khí người như thế nào đây cảm giác như thế nào kiếm đạo lão tổ trong lòng nhất định nhìn thấy diệp vân cuối cùng trước mắt chặt đứt rồi cùng lôi thần kết nối yên lòng thành công một lần hành động đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng mặc dù ngày sau căn cơ hơi có tổn hại cũng bất chấp rồi chỉ cần lại nát bấy mấy trên vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch có lẽ liền không sai biệt lắm, có thể tạm thời củng cố xuống. Diệp Vân nhắm mắt, chậm rãi nói ra. Kiếm đạo lão tổ chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, còn muốn mấy trên vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, tiểu tử ngươi thừa nhận ở sao, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tựa hồ cảm nhận được cái gì, khóe miệng lộ ra vui vẻ. Tiểu tử, có hai cái tiểu nha đầu đã tới, nếu như ngươi có thể chiếm được các nàng hào cảm, chắc chắn là đạt được thường nhân đoán trước không đến chỗ tốt kiếm đạo lão tổ nhìn diệp vân liên tiếp nát bấy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng không ngăn cản mà là vận dụng thần hồn ý niệm thăm dò lấy cổ lâm cảnh vật chung quanh mình bây giờ vẫn không thể xếp đặt ảo trận phương pháp cũng là bởi vì vừa rồi diệp vân cưỡng ép đem lôi vân điện quang kiếm đột phá đến đệ ngũ trọng được với bản thân lôi linh khí làm cho ngưng tụ lôi linh cắn trả chút nữa tổ hòa nhập ma nếu không phải là mình giao thiệp với mà nói chỉ sợ diệp vân công thể cũng sẽ dẫn đến bị hao tổn diệp vân bây giờ tu luyện hay vẫn là tận lực dẹp an yên tĩnh làm chủ nếu là đã bị ngoại lực nhiễu loạn khó tránh khỏi sẽ đối với diệp vân có uy hiếp cho nên kiếm đạo lão tổ tại diệp vân trong lòng vận dụng thần hồn đồng hóa hoàn cảnh chung quanh liền là vì tướng uy sườn quét dọn thanh trừ miễn cho diệp vân ở loại địa phương này được quá nặng thương thế